Hallelujah, ô lạy cha kính yêu và cảm tạ cha, con gọi đến với cha. Ô Chúa, cảm ơn Chúa xin một mới thật tuyệt vời Chúa. Ngài đứng chăm sóc linh hồn con, Chúa ơi, cảm ơn Chúa để mỗi ngày chúng con đến với cha trong nơi chí thánh của Ngài. Chúa với dọn lòng, xin cho chúng con được dọn lòng mở trí cho chúng con để chúng con mở tấm lòng ra đón nhận Ngài ở trong lòng chúng con, Chúa ạ. Rồi chúng con phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã kêu gọi chúng con, Chúa ạ. Chúng con phải khiêm nhường đến điều mềm mại, đến điều phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng cây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh, Chúa ơi, trong Thánh Linh Ngài dẫn dắt và soi sáng cho chúng con để chúng con không chật bước, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, Thánh Linh Ngài ở trong lòng chúng con, cáo chắt lòng của chúng con, Thánh Linh Ngài ở trong chúng con đến nỗi Ngài phát ghen lên, Chúa ơi, Ngài khao khát lòng của chúng con, linh hồn của chúng con dâng lên cho Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Cha nhiều, chúng con yêu Ngài, yêu anh chị, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen. Amen, Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả các anh chị em. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho tất cả những cái chương trình của Thánh chúng ta, nhất là chúng ta cầu nguyện cho quốc gia dân tộc. Cảm ơn Chúa thì chúng ta được cho Chúa trong thấy được bức tranh toàn cảnh của cõi sáng tạo. Ta biết được vị trí của mình, và ta biết được là chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng, thời kỳ mà coi như là thời kỳ số mấy, số 9, 10. Số 9 là tổng thẩm đúng không? Trung thẩm đúng không ạ? Số 10 là trời mới đất mới, số 8 là ngàn năm. Lại mình đang ở trong thời kỳ số 7. Đó, mình còn một bước nữa thôi là mình sẽ đến cái thời kỳ ngàn năm đó. Nên cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở rất gần rồi. Nên gọi là cái việc mà chuẩn bị, cái việc mà chúng ta sẵn sàng, chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu. Thứ nhất là trong thời kỳ chúng ta không chúng ta rất là gần à. Nên chúng ta cũng phải sẵn sàng để học hết tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta, làm hết những gì mà Chúa đặt để cho đời sống của mình, để chúng ta có cơ hội để được vào trong ngàn năm. Còn nếu mà không vào ngàn năm thì chúng ta sẽ run rẩy mà ở dưới bàn thờ của Chúa đợi đến tổng trung thẩm thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì trong đội quân đặc nhiệm mình là mình phải vào được ngàn năm, mình phải gọi là mình đã nhận được cái sự bày tỏ của Chúa về việc gọi là những cái người mà được tiến vào trong ngàn năm để được cùng với Chúa cai trị rồi. Nếu mà mình còn đánh mất cái điều đó thì đúng là quá tiếc, quá tiếc, quá tiếc, quá uổng phí cuộc đời, quá uổng phí những giây phút mình đã cầu nguyện, quá uổng phí giây phút mình gặp Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Vì vậy mình cần phải đốt hết tất cả những của lễ dâng cho Chúa, thời gian, tiền bạc, sức lực, tất cả các mối quan hệ, mọi điều mà chúng ta có để chúng ta có thể được vào trong ngàn năm, để chúng ta được điều tuyệt vời hơn là chúng ta được ở gần với Chúa, được ở gần sát với Chúa, đó là điều tuyệt vời nhất. Càng ở gần Chúa thì càng tuyệt vời như thế nào, tại vì chúng ta nghe được cái câu chuyện mà sư đã kể đó, nhiều người được vào trong họ lên thiên đàng đó, họ thấy cái cảm giác yêu Chúa nó quá tuyệt vời đến nỗi mà dù vợ con họ ở dưới này, họ hồi xưa là họ cũng ghê gớm lắm, gọi là ở dưới thần gian mà cũng yêu mấy vợ con lắm, nhưng mà khi mà lên vào nước trời rồi là họ không muốn trở về. Thì chúng ta có thấy được là cái tình yêu mà trải nghiệm được tình yêu với Chúa khi ở trong nước của Ngài nó rất là tuyệt vời này. Đâm ra mà mình mà không ở gần Chúa thì lúc đó chắc là sẽ rất là quá tiếc nuối. Cảm ơn Chúa, nên cảm ơn Chúa, chúng ta cần phải làm sao để đạt được những cái điều tuyệt vời đó, những gì mà Chúa dạy bảo cho chúng ta, nhất là chúng ta cùng với quốc gia dân tộc, chúng ta là những người mà sẽ đứng lên các đỉnh trong lĩnh vực, chúng ta là những người mà huấn luyện những con người đứng ở trên các nơi cao, đó là những người mà làm gương cho cả mọi người, đó là những người mà đấng Christ được gọi là thành xác thịt, thành thành thịt trên đời sống nè. Thì như vậy á, người ta mới nhìn vào chúng ta, người ta mới thấy được đấng Christ, người ta mới tin tưởng vào Ngài, người ta mới bước đi theo Chúa, người ta mới cảm thấy gọi là chúng ta khác biệt, chúng ta không có giống những người thế gian này, chúng ta không bị chi phối bởi ăn nhiều như mặc chị, chúng ta không bị chi phối bởi những cái sự của luật lệ thế gian này, chúng ta không bị gọi là cái lề thói thế gian này nó ép buộc mình, mà Thánh Linh của Chúa là đấng dẫn dắt chúng ta. Chúng ta đã học về bài học là thay đổi người dẫn dắt, người dẫn dắt của chúng ta là ai? Chúa Thánh Linh.
Và chúng ta hãy đi theo Chúa Thánh Linh, đi theo sự dắt của Chúa, đi theo những điều mà Chúa dạy, Chúa phán qua người đầy tớ, qua người huấn luyện cũng là qua người mục sư cũng là qua các thẩm quyền Chúa đặt để trên đời sống của mình. Hallelujah. Cái này Chúa đã chọn con nè. Cho con cảm Ngài rất nhiều sao vì Ngài ở cùng với tất cả chúng con, cho con cảm Ngài rất nhiều thần ân điển của Ngài sẽ đổ trên tất cả anh chị em con sao thì ông con có được những cái lời tuyệt vời sao. Con cảm Ngài rất nhiều vì tất cả sự bày tỏ Ngài trên mỗi chúng con sao những lời đó là thúc đẩy chúng con sao nó đốt cháy chúng con sao nó mở mắt chúng con sao để cho chúng con thấy được sao cái điều tuyệt vời, cái gia tài khủng khiếp mà Ngài đang mong muốn gọi là cho chúng con sao cho chúng con nhận lấy sao ôm mình đấy chúng con gọi là có thái độ hời hợt chẳng có thái độ gọi là không có kính sợ không có run rẩy trước lời phán của Chúa thôi chào thì chúng con sẽ mất chào vì Chúa đã cho chúng con thấy được hình ảnh giữa Cain và Abel cho chàng. Ồ, khi mà Cain cho cũng dâng lên của lễ cho Chúa chàng nhưng mà với một cái thái độ gì đó trong đời sống của mình chàng không có đẹp lòng Chúa chơi không và khi mà Chúa không nhận lễ vật của ông thì ông đã thay đổi cho ông đã bày tỏ ra cái sự lầm bầm cái sự khó chịu của mình chàng nên cầu nguyện Ngài giúp đỡ hướng dẫn con được cái thái độ ông con như thế nào với lời của Chúa chàng thái độ ông con như thế nào chàng run rẩy chàng kính sợ hay là ông con ông có những cái sự lầm bầm đó cho đời sống của mình chàng Ngài cắt bỏ tất cả điều đó ra khỏi đời sống con cho nên là con chỉ vâng và làm theo những gì Chúa dạy cho con chỉ không được phải chăng chăng cho mà chỉ phải thôi sao và chúng con vâng theo những gì Chúa dạy bảo qua người hướng dẫn con qua người trao lên con sao qua những thẩm quyền cho đời sống con sao nhờ vào đó sao chúng con được tăng trưởng cho con bước đi không phải bởi sự mắt thấy sao không bởi những lề thấu của thế gian này sao nhưng mà bởi quyền năng của Chúa sao thánh linh của Ngài dẫn dắt chúng con sao là người cầm lái vững chắc cho đời sống con sao để con đi một cách rời rộng vào trong nước trời sao cô nguyện xin Ngài giúp con để con nắm chặt sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình chào sự kêu gọi của Chúa đó đặc để hội thánh con sao là những người mà câu trả lời cho quốc gia dân tộc chào ngày cho con sao là câu trả lời cho đất nước Việt Nam con chào và chúng con còn phải làm sao để mặc lấy tất cả điều đó chào con phải đứng phải xây dựng chính mình chào dính trong đời sống con chào phải có những luật lệ có những cái giá trị có những nguyên tắc của ngài sao để từ trong chúng con chào sinh ra các dân chào sinh ra các dân chào sinh ra dân chính trị chào sinh ra dân kinh tế chào sinh ra dân giáo dục chào sinh ra dân y tế chào sinh ra dân nghệ thuật sinh ra dân khoa học cho con nguyện Ngài giúp con sao vì ô luật pháp sẽ ra từ Jerusalem cha và lời Đức Giê-hô-va ra từ Sion của Ngài sẽ và trường đại học tổng hợp thần học Đức Trời cha là nơi mà Ngài sẽ phấn hưng cha Ngài phục hưng cho tất cả những giá trị về nguyên bản của nó cha đây là cái trường đại học thần học tổng hợp Đức Trời cho là ở trường mà dạy dỗ huấn luyện con phải Chúa trở thành người quản trị trong nước của Ngài cho những người làm việc cho nước của Ngài cho những người đứng ở trong vị trí cao trong nước của Ngài sao không phải là những con người làm gọi là bị nô lệ hay là bị cầm tù trong thế gian sao này sao nhưng mà những con người trưởng thành cho những con người biết sứ mạng của mình cho những con người biết hướng đi của mình sao biết cái cơ nghiệp của mình sao con cảm Ngài rất nhiều sao cho con bị sự ngại cùng với tất cả anh em con sao con cảm Ngài rất nhiều vì Ngài đã đặc điểm con ở trong những quốc gia cảm ngại vì để chính chúng con sao là những người trong quốc gia trong người dân tộc Việt Nam sao để chúng con biết cầu thay cho dân tộc của mình sao và con cầu thay cho quốc gia của mình sao quốc gia Việt Nam con sao để chúng con phải lập lại tất cả những trật tự sao con cầu nguyện sự phán xét của ngài đổ xuống sao tất nhiên là nó phải đổ xuống trước hậu thánh của Chúa sao nhưng trước mỗi chúng con sao đến hậu thánh của ngài sao đến tất cả những sự gian ác sao cộng của quỹ cộng sản bị chảnh nát hết sao chúng con là những cái mà biết đuổi những con quỷ to đầu ra biết trói buộc những con quỷ gọi là mạnh sức ở trong các lãnh thổ cho con trói buộc tương cộng sản cho quen nó xuống vực sâu cho chà nát đập nát nó sao chà nát tất cả con cái của nó cho con biết đánh nát gọi con Babylon của nó sao đánh nát cái băng đảng cộng sản cho băng nát tất cả nhân linh của người sao và huyết của chúa bao phủ họ sao để linh hồn họ sao được cứu sao có thể xác họ có thể phó Satan cho để đầu họ gọi là được thương xót cho vì chúa sử dụng hoàng nọ để cứu những người hoàng nọ sao con nguyện là tất cả những cái sự sụp đổ sắp tới sẽ xảy ra gọi là trên cộng sản phát xít chào trên cái Babylon cộng sản đó trời sụp đổ nó sẽ xảy ra sao và tất cả những kỷ niệm của nó sẽ xóa sạch khỏi trời này sao con nguyện cho
Thế mà Chúa sẽ bao phủ, 500 triệu đóng viên đó sao để họ họ được Chúa thương xót cho linh hồn họ sẽ được cứu sao, linh hồn sẽ được cứu sao, có bao phủ họ sao, có yêu họ sao, bởi vì tình yêu sao, tình yêu là cắt bỏ những sự gian ác sao, bắt cỏ tội lỗi ra khỏi gọi là những cái tạo vật tuyệt vời của Ngài sao, để đầu rửa sạch họ, cho nhúng chìm họ vào trong cái ao bê tích đa của Chúa sao, họ được phục hồi sao. Ô, con cảm ơn rất nhiều sao, ô, con nguyện xin Ngài ở cùng để đầu cho tất cả những con người bái ngàn người nam trên hiệu gấu chúc ban ở đất nước Việt Nam cầu sao, những con người mà khát khao lễ học của Chúa sao, họ sẽ biết đến trường đại học thần học nước trời sao, họ sẽ biết đến hồng trải mà xịp gót sao, họ sẽ là những con người mà tìm kiếm được Chúa chuẩn bị sao để trở thành những con người mà đứng ở trên nơi cao cho những con người mà được Chúa sử dụng để trở thành tiên tri của Ngài sao, để công bố lời của Chúa sao, để cho khiến cho quốc gia dân tộc cho các miền đất sao trở lại đúng cái vị trí của nó sao, đổi mới muôn vật sao và sẵn sàng cho thánh của Chúa sao, đầy đủ có một phần cho không thiếu thốn bất cứ gì sao, không bị cầu xương cho không bị gọi là không không bị cầu xương, không bị thiếu chân thiếu tay sao, mà đầy giải đầy đủ mọi phần cho vị hậu thánh là tốn mọi sự trong mọi lòng sao, cô nguyện rồi hãy giúp đỡ tất cả ở các chi thể, cho nhất là các chức vụ sứ đồ tiên tri mục sư giáo sư thầy giảng tin lành cha, những con người mà Chúa đặt để làm trụ về này cha, là những người mà đội này cho thánh của Chúa cho nguyện cho tất cả những con người giáo viên cha ở trong trường đại học tổng hợp nước trời, cho những người mà Chúa sẽ kêu gọi vào đây cha, họ sẽ được nhúng chìm trong tin lành nước trời, cho nhờ những gọi là để rồi ô tất cả những giáo viên cho tất cả những người mà được Chúa kêu gọi để phục vụ để làm nền tảng cho tin lành nước trời sao, cho trường đại học tổng hợp nước trời sao, là cái nơi mà sẽ xây dựng lại tất cả những giá trị sao trên các quốc gia dân tộc cho những tất cả các vật cha, buồn cảm ngài rất nhiều Chúa con chờ con cầu nguyện để ngài ở cùng với quốc gia Ukraine sao, quốc gia Israel sao, họ là người anh cả của con sao, họ là những con người mà Chúa đã qua họ sao, ngài cho con nhiều bao nhiêu bài học sao qua họ sao, chúng con nhận được đi lành nước trời cho qua họ, con nhận được sự cứu rỗi của Chúa cho nhận được lời của ngài cho kinh thánh của ngài sao, ô con nguyện để đầu sự chúc phước của ngài sẽ đổ trên họ cho tất cả ân phước, tất cả những cái sự ban cho họ cho sẽ được đổ lại trên họ cho, vì Chúa nó ban cho phước nhận lãnh cho, và những con người đó những cái thế hệ trước cho tổ tiên họ cho đã làm những cái điều tuyệt vời sao, để đầu bây giờ cho ân điển của Chúa đặt đổ trên họ cho, cùng nguyện để đầu sự sau của Chúa đổ trên Ukraine sao, để cái cuộc chiến Ukraine đó sẽ là cuộc chiến mà sẽ thay đổi đất nước Ukraine, sẽ thay đổi cả cái dân ở Nga nữa sao, để đọc quốc gia Ukraine và người anh em của mình là Nga đó sao, họ được hòa hiệp với nhau sao, họ sẽ ôi là những cái nơi mà đã bao lâu nay sao bởi vì tin lành của Chúa bị che khúc cho, ô tin lành trời của Chúa bị che khúc cho sẽ được mở ra sao, ô và họ sẽ nhận lấy sứ mạng tiền định của mình sao, Ukraine sẽ nhận lấy sứ mạng của tiền định của mình là trở nên cái nôi tin lành nước trời sao, còn thánh của Chúa sẽ nắm lấy hạt giống tin lành nước trời sao, ô và xây dựng nó sẽ cài cái nó sao để rải ra trên khắp gọi là châu Âu sao, phải khắp các quốc gia lân cận cho, ô nguyện rồi đụng chạm Chúa cho con chứ gọi là đập nát hết tất cả những sự gian ác, cho tất cả những cái gọi là cộng sản phát xít Nga, cho tất cả bè lũ của nó, cho tất cả liên minh ma quỷ Trung Quốc cộng sản Việt Nam để sao Hồi giáo để sao tất cả những cái nước mà cái chỗ ma quỷ đó bị đập nát chàn nát hết, sao con nguyện rồi rút hết tất cả những khí tài của nó, rút hết tất cả những tài nguyên của nó, sao của chúng nó đánh diệt lẫn nhau, sao phá hủy chính trong nội bộ của nó, sao con nguyện rồi tất cả ban lãnh đạo của nó sẽ bị rối loạn với nhau, sao trở nên là lục đục lẫn nhau, sao vào tất cả những cái lính quân lính của Nga, sao cộng sản phát xít Nga, sao phải bị là trở nên yếu kém trong thời kỳ này, sao họ không gọi là thực hiện được đúng cái những cái nhiệm vụ của họ, sợ tất cả những khí tài của họ bị phá nát hay cho tất cả những súng đạn máy bay không người lái xe tăng sao xe trực thăng cho tất cả tên lửa sao bị xịt hết sao hư hại hết trời, ô con cảm ơn rất nhiều sao, ô con nguyện rồi tất cả lương thực cho tất cả những khi gọi là động dược của họ sao cũng bị gọi là cái không khí lạnh cho nó làm hư hết trời, nó làm bị ảnh hưởng bởi thời tiết, cho ảnh hưởng bởi những tình huống sao, để rồi họ không có lương thực, không có thức ăn sao, để họ không có đánh nữa sao, để rồi không có phải gọi là gọi là làm những cái điều gọi là phải phải giết hại lẫn nhau sao, để rồi họ tự mà thua cùng chịu thua ra để giữ lại mạng sống của mình sao, ô con cảm ngài rất nhiều sao, ô con nguyện rồi, ô ngài
đặt để gọi là ô, cái đó sự cái thương xót của Chúa cho anh mong miệng họ sao đến khi mà trong những giây phút cuối cùng như là sống họ sẽ biết ăn năn, biết kêu cầu Chúa ơi, Chúa cứu lấy con, sẽ không tin nhận Ngài, sẽ không cảm ngài rất nhiều Chúa ơi, cho con cầu nguyện cho tổng thống xe này cái gì, cho cầu nguyện cho đội ngũ của ông, cho đầu ông cho ô biết trong những cái tình huống, trong những cái hoàn cảnh khó khăn trong mùa đông, sẽ biết tin cậy của Đức Chúa Trời, sao ô cầu nguyện rồi giống nước trời cho cái gọi là ân điển của Chúa đổ những ông, sao để ông rờ động được nước trời, cho rờ động được ôi chính Chúa Jesus Christ trở lại thật chân lý của Ngài, sao để ông không còn trông cậy vào cho Hoa Kỳ hay là các quốc gia, cho không trông cậy vào lòng người nữa, sao nhưng trông cậy vào Đức Chúa Trời, sao và ông vững mạnh, sao ông chiến thắng, ông dám nó vinh quang cho Đức Chúa Trời, sao ô, công cảm Ngài rất nhiều Chúa con, sao con nguyện xin Ngài ở cùng, sao để cái cuộc chiến của Israel và Hamas đó, sao cô cũng nghĩ là ô, sự phán xét của này đổ xuống cho đập nát tất cả những gọi là tôn giáo Do Thái giáo, sao đập nát tất cả những tôn giáo Hồi giáo, sao ô, và hai tôn giáo này ô, cũng bị chặn nát cho tất cả những cái gọi là vào tất cả những cái chính phủ, sao mà đi theo ý muốn của con người, sao cũng phải phải dẹp loạn, sao để rồi ô, những con người mà yêu mến lẽ thật của Chúa, những người mà đi theo lẽ thật của Ngài, sao được Chúa lập lên, sao ô, cô nguyện trong bảy một trăm một cái báu người Israel mà được Chúa chọn lựa trong những ngày cuối cùng đó, sao họ được Chúa gìn giữ trong những thời kỳ này, sao được Chúa nuôi nấng, sao họ được Chúa đặt để sao ân điển của Ngài, sao để nào họ là những con người mà Chúa được Chúa ban cho mọi thứ gọi là thức ăn, cho mọi thứ gọi là điều những cái điều tuyệt vời, sao những cái sự tinh hoa của Ngài sẽ cho họ, sao để rồi họ là những người mà vững vàng, sao trong ngày cuối cùng, sao và các dân sẽ nhờ họ mà được cứu trong những năm đại nạn, sao cô nguyện xin Ngài hãy giúp đỡ một trong bốn người Israel thuộc linh của Ngài, sao không biết cho Israel của Ngài chỉ được cứu cho khi mà ôi dẫn ngồi được nghe đầy đủ tiếng lành nước trời, cho Israel của Ngài chỉ được tỉnh thức cho khi mà họ xưng nhận Chúa Jesus Christ là đấng Messiah của họ, cô cũng cảm ngài rất nhiều Chúa con, cho con cầu nguyện cho quốc gia Hoa Kỳ, sao là cái nơi mà ngài đặt để học thánh con, sao là nơi mà để thực hiện công việc của Chúa, sao và chúng con nhờ vào cái việc Hoa Kỳ nhận lấy chúng con, sao mà giống tiếng lành nước trời được gieo vào trong Hoa Kỳ, sao con nghĩ là các giống này cho chắc chắn ra kết quả, cho chắc chắn phải được nở rộ cho Houston, Texas này, sao và nơi này sẽ là cái nơi mà đào tạo, sẽ là nơi mà huấn luyện ôi những vĩ nhân, cho những người làm nên lịch sử, sao ô con nguyện đầu khi nơi này sao ô được Chúa chúc phước gấp bội, sao và tất cả những con người mà thực hiện tham gia ở trong ngôi trường này, sao sẽ được ghi dấu ấn và lịch sử, cho họ sẽ là những con người mà người ta sẽ ghi là những con người lập nền tảng, sao cho những cái cho một cái trường mà còn kéo dài đến ngày mà Chúa Suri trở lại, sao nơi mà còn sẽ gọi là sáng, sao có quốc gia dân tộc, cho nơi mà có câu trả lời cho mọi vấn đề xã hội, sao cũng cảm ơn nhiều Chúa con, cho con nguyện Hoa Kỳ, sao sắp tới cuộc tổng tuyển cử, sao con nguyện rằng ngài ở cùng với tất cả những cái vị tổng thống, sao về những ứng cử viên, sao con nguyện rằng tất cả những ứng cử viên nào, sao mà đi theo muốn của Chúa, sao ủng hộ Ukraine, ủng hộ Israel, ủng hộ hoặc giống tin lành nước trời đó, sao ủng hộ cái tin lành nước trời của ngài, sao thì họ được chúc phước, sao để họ được đứng vào trong vị trí của tổng thống, vậy sao vì ngài, sao ngài mong muốn ngài khát khao, sao dân ngài, sao ngài không muốn khát khao dân ngài trước tiên, là vì dân ngài là cái dân mà được gọi là được Chúa dùng cho để mở rộng nước của ngài, sao để mở đường cho Suric đấy là thứ hai, sao ô, nên Chúa rất quan tâm đến dân của ngài, sao dân mà Chúa trọng lựa, sao ô, dân mà đang nắm đó giống như là nước trời, cho nên con nghĩ rằng Chúa cho phước tất cả ngài ở cùng với những ứng cử viên mà yêu mấy thật của Chúa, cho yêu mấy thiên lành nước của ngài, cho cảm ơn rất nhiều, cho con giao tất cả sự án con cho ngài, cho con cùng với gia đình Chúa Suric, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Amen. Hallelujah. Mời tất cả anh chị em tiếp tục. Hallelujah. Mời nhé. Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pakatakasha papahadija papahadija desa papahallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con đang học bài học là biết ơn Chúa, biết ơn Chúa và biết ơn cho đúng Chúa ơi. Thì chúng con biết rằng Chúa ơi, chúng con phải biết ơn Ngài đầu tiên Chúa ạ. Và chúng con biết ơn Chúa bằng cái tấm lòng của mình giống như là Aben Chúa ạ, biết dâng lên cho Chúa cái điều gì cho
cho đẹp lòng Ngài, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa và Chúa nhìn thấy tấm lòng của A bên, Chúa ạ. Chúng con ngợi khen Ngài, Chúa ơi. Và cũng rất là nhiều người dâng lên Ngài những điều tốt đẹp và Ngài khen ngợi họ, Chúa ạ. Thì chúng con cầu nguyện, Chúa ơi, chúng con cũng có đời sống như là những tấm gương tốt đẹp đó, Chúa ạ, biết dâng đời sống của mình lên cho Chúa, như David, Chúa dâng cả cuộc đời của mình vâng phục Ngài, Chúa ạ, để rèn tập mình trở nên một cái hòn đá cho Chúa, để trở nên một cái kiên vững chắc cho Chúa, và chính vì sự vâng lời, sự yêu mến Chúa mà trở nên sự bảo vệ lớn cho một dân tộc, một quốc gia, Chúa ạ. Và qua đời sống của ông thì nhiều người được phước, Chúa ạ. Thì chúng con cũng cầu nguyện, Chúa ơi, để chúng con biết ơn Chúa cho đúng, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa. Và Ngài đặt để trong các nước, các dân, Chúa ạ, các nước, các dân tộc, Chúa ạ, là nơi mà Chúa ban cho cái người tổ tiên của chúng con, những người đi trước của chúng con, Chúa ạ. Chúng con cầu nguyện cho dân tộc Israel. Cảm ơn Chúa, Ngài chọn dân tộc đó làm để đứng quyết vào thế giới này, Chúa ạ. Con cầu nguyện cho anh cả của chúng con đó, Chúa ơi. Thì Chúa ạ, Ngài cũng cho chúng con nhìn thấy cái bản chất tốt đẹp của họ, nhưng Ngài cũng cho chúng con nhìn thấy những cái sai lầm sa ngã của họ, và Ngài cho chúng con nhìn thấy để chúng con biết cảm ơn Chúa, để nhận lấy điều tốt đẹp để bày tỏ cho họ, Chúa ạ. Thì chúng con cầu nguyện cho Israel, họ không có cứng lòng, họ không còn bị vấp phạm, họ không còn bị chối bỏ cái điều tốt đẹp nhất, đó là Chúa Giêsu đến với mình nữa, Chúa ạ. Hallelujah, vào trong danh Chúa Giêsu, Chúa ạ. Ngoan cầu nguyện lời của Ngài sẽ được ứng nghiệm trên dân tộc này, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, Ngài từ Ngài và hướng về Ngài, Chúa ạ. Chúa ạ, và chúng con tin rằng Chúa ơi, sau thời kỳ nào của chúng con thì đất nước Israel sẽ được Chúa đổi mới, sẽ lập lên, sẽ trở nên, Chúa, Ngài sẽ bày tỏ cho dân tộc này, và chúng con cũng cầu nguyện, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Chúa, hallelujah, và chúng con cầu nguyện, Chúa ơi, cho đất nước Hoa Kỳ, Chúa, cảm ơn Chúa, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho đất nước này, Chúa, biết ơn Chúa, cho đúng, Chúa, biết nhìn vào những cái điều tốt đẹp nữa, Chúa, để họ không còn tiếp nhận những cái sự mà hư không của thế giới này. Họ đã từng bước một bước rất là vĩ đại, Chúa ạ, khi mà đặt để Chúa rất là vĩ đại cho dân tộc của mình, và họ được phước, Chúa ạ. Thì chúng con biết rằng họ sẽ thêm sự nhận biết hơn cho đất nước mình, Chúa ạ, chứ họ không còn thêm cái sự giả tạo hay là một sự dạy dỗ của bên ngoài vào nữa, nhưng mà họ biết chối bỏ những cái sự không đẹp lòng Chúa, Chúa ạ, vì Chúa cho chúng con cái bài học là biết bóc tách cái sự cũ ra khỏi cái mới, Chúa ạ, biết điều sang, điều hèn, Chúa ạ, biết điều tốt, điều đẹp, Chúa ạ, để cầu nguyện cho đất nước này cũng nhận được cái lời dạy đó, Chúa ạ, biết nhận được cái điều của Ngài, Chúa ạ, và biết loại bỏ những cái thứ của thế giới này, Chúa ạ, và điều tốt đẹp nhất đó là Chúa bày tỏ chính Ngài cho dân tộc này, Chúa ạ. Hallelujah, Chúa thật sự là yêu mọi đất nước, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Và chúng con cầu nguyện cho Ukraine, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, Ukraine không chỉ là Ukraine là cái nơi tin lành của Ngài, Ukraine còn là một hội thánh mà Chúa đặt để, Chúa ạ. Ukraine còn là một cái dân tộc quốc gia, Chúa ạ. Trên thì có Chúa bảo vệ, và dưới họ như là một cánh đồng mà Chúa dùng họ để bày tỏ cho thế giới, Chúa ạ. Con cầu nguyện, Chúa ơi, Ukraine họ đã từng vấp ngã, họ đã từng sai lầm khi mà không nhận biết được đấng tiên tri của Chúa đến, Chúa. Nhưng mà chúng con tin rằng, Chúa ơi, vì sự thương xót, vì lòng nhân từ của Ngài, chúng con cầu nguyện cho dân tộc này, Chúa, họ được phước, Chúa, đó là họ không còn bị vấp ngã nữa, Chúa. Họ không còn xem thường, khi Chúa đến viếng thăm mình nữa, Chúa, và họ không còn xem thường những lời dạy của Chúa nữa, đặc biệt là Ngài đang sử dụng người thầy của chúng con để truyền tải cho đất nước này tin mừng nước trời của Ngài, thì họ không có xem thường, họ không có chối bỏ, và họ biết hạ mình khiêm nhường, để họ khiêm nhường, họ nhìn xem Chúa dạy gì, Chúa bày tỏ điều gì, Chúa
và họ biết Chúa ạ, họ biết là Kinh Thánh là để sửa trị, để dạy dỗ Chúa, chứ không phải đem ra để so sánh hay là hơn thua gì nữa Chúa. Và họ biết Chúa, họ biết hạ mình xuống để nhìn thấy cái sự dạy dỗ của Ngài Chúa. Hallelujah, trong danh Chúa Giêsu chúng con cầu nguyện đập nát tất cả những cái sự cứng lòng ra khỏi họ Chúa, mở những mắt cho họ để cho họ thấy được sự sáng của Chúa đến trong đời sống của họ Chúa. Họ không còn đi ngược lại với ý muốn của Ngài như Jonah nữa Chúa. Họ có biết biết rằng Jonah đã biết Jonah đã biết quay quay trở lại con đường của Chúa để nói ra sự thật Chúa ạ. Thì chúng con cầu nguyện cho đất nước này khôn ngoan Chúa ạ. Hallelujah, biết Chúa đến với mình Chúa ạ. Hallelujah, cảm ơn Ngài Chúa ơi, và con cảm ơn Chúa vì Ngài đặt để đất nước Việt Nam của chúng con trong đất nước Việt Nam của chúng con Chúa ạ. Cảm ơn Chúa vì dân tộc Việt Nam của chúng con thật sự là yêu mến Ngài, dân tộc Việt Nam của chúng con thật là mạnh mẽ, thật là tin vào Ngài Chúa. Chúng con biết rằng Chúa ơi, cảm ơn Chúa, đất nước Việt Nam của chúng con đang 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 chật mục đích của Ngài, nhưng mà Ngài nhìn thấy đất nước Việt Nam của chúng con chữa lành được Chúa, Ngài đất nước Việt Nam của chúng con biến đổi được Chúa, Ngài Ngài biết rằng đất nước Việt Nam của chúng con sẽ trở nên một đất nước mà nhận lấy cái lời dạy của Ngài Chúa. Hallelujah, và trong danh Chúa Giêsu, chính là người cha thuộc linh của chúng con, chính là đời sống của chúng con đây sinh trong cái đất nước dân tộc của mình, nên chúng con Chúa cảm ơn Ngài Chúa ơi. Hallelujah, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu tất cả sự tối tăm ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng con, tất cả sự giả dối dạy dỗ sai trái ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng con, tất cả những con dân Việt Nam của chúng con biết kính sợ Ngài, tất cả con dân Việt Nam của chúng con biết vâng phục Ngài Chúa. Chúa ơi, tất cả bên đất nước Việt, con dân Việt Nam này phải biết dâng cho Ngài Chúa ạ, từ tấm lòng, từ linh hồn, từ thân thể của mình Chúa ạ, dâng Chúa ạ, đặt để Chúa là chủ của mình, biết Chúa vị trí của Chúa là cao trọng trong cuộc sống của mình, biết Chúa là đấng mình đáng cần Chúa ạ, biết Chúa là đấng lớn nhất trong trong đời sống của mình Chúa ạ. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hallelujah, và con cầu nguyện Chúa ạ, cảm ơn Chúa. Hallelujah, chúng con ngợi khen Ngài Chúa ơi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Và Chúa ơi, Ngài là đứng đứng ở trong lòng chúng con, Ngài là đứng cầu thay cho các quốc gia Chúa. Hallelujah, cảm ơn Ngài Chúa ơi. Và chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con cầu nguyện cho chính hội thánh mà Mercy of God, chính từng cá thể chúng con đây Chúa, và bản thân con nữa Chúa, phải làm việc với lòng của mình, phải làm việc với lòng của mình từng 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 phần Chúa. Hallelujah, phải biết sắp xếp trong lòng của mình Chúa. Cảm ơn Ngài Chúa ơi, từng cái lời dạy của Ngài Chúa. Hallelujah, chúng con ngợi khen Ngài, chúng con tôn cao danh của Ngài Chúa ơi, và chúng con ngợi khen Chúa, chúng con cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa từ Ngài hướng về Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen, cảm ơn Chúa. Amen, hallelujah. Amen, Chúa. Amen, cảm ơn Chúa. Xin mời Chúa Trung tiếp tục ạ. Amen, hallelujah. Cảm ơn Cha, Ngài yêu anh. Trước sáng thế, Ngài đã chọn chúng con trong Đấng Christ, đặng làm chúng con được nên thánh, không có chỗ chê trách được Chúa. Cảm ơn Chúa để mỗi ngày chúng con cần đến Ngài, dạy dỗ, sửa trị, huấn luyện chúng con mỗi ngày, để chúng con trưởng thành và lớn lên qua lời của Ngài, lời hằng sống, lời quyền năng, lời có sức, cứu rỗi linh hồn chúng con Chúa. Chúng con cần đến lời của Ngài, để lời của Ngài bổ sức cho anh chị em chúng con. Lời của Ngài là lương thực, là thức ăn cứng cho chúng con được mạnh mẽ và cứng cáp Chúa. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Chúng con cần sự dạy dỗ của Ngài và anh chị em chúng con Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, Ngài bổ sức cho anh chị em chúng con mỗi ngày, để sức mạnh của Ngài biểu lộ trên sự yếu đuối của chúng con Chúa. Chúng con cần đến sự ân điển của Ngài, ân điển ban cho để chúng con không có làm theo những gì ở đời này, nhưng chúng con làm theo ý muốn của Ngài, để chúng con xây dựng nước trời ở trong tấm lòng của chúng con Chúa. Cảm ơn Chúa, con xin Thánh Linh Ngài cáo trách lòng của chúng con. Thánh Linh của Ngài là của cầm về cơ nghiệp của chúng con Chúa, để chuộc chúng con những kẻ mà Chúa đã chọn để ngợi khen một sự vinh hiển của Ngài Chúa. Cảm tạ ơn Cha nhiều lắm, xin Thánh Linh của Ngài dẫn dắt và soi đường chúng con đi, để chúng con không chật bước nữa Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài để chúng con
yêu mến Ngài, yêu mến Ngài để chúng con không có làm buồn lòng Đức Thánh Linh Chúa ạ. Bởi vì Ngài là ấn chứng chúng cho chúng con đi, cho đến kỳ Chúa chuộc tôi, đến kỳ Ngài đến để cho chúng con ở trong sắc sự sống của Ngài, để công việc của chúng con, công việc tốt lành của chúng con làm Chúa ạ. Muốn cảm ơn Chúa rất là nhiều, xin Ngài cáo chắt lòng của chúng con, cáo chắt cái con người cũ của chúng con, khiển trách nó Chúa ạ, để đập nát cái con người cũ của chúng con. Nhà con người cũ không có con người mà khốn nạn, con người lầm và một người khó chịu, con người mà hay nổi loạn và hay gây chia rẽ Chúa ơi. Cảm ơn Chúa để chúng con làm việc với con người mới, con người theo hình tượng của Ngài, để giống Ngài, đồng quản trị với Ngài trên đất này Chúa ạ. Con đồng đi với con người mới để chúng con có sức mạnh của Ngài, chúng con nhận lấy quyền năng của Ngài trên đời sống của chúng con, để chúng con biết cầu nguyện cho các quốc gia và dân tộc mà Chúa giao cho chúng con. Đó là dân Israel mà Chúa đã tuyển chọn dân riêng của Ngài, nhưng họ đã bị sa ngã bởi vì sự đi tìm sự công bình của họ, Chúa, nhưng họ không có tìm kiếm công bình của Ngài. Còn cầu nguyện đập phá hủy diệt tất cả những tư tưởng của họ, để họ không ăn ngon ngủ yên mà họ đi tìm kiếm mặt Ngài, chứ không Ngài mới là sự sống của họ, Chúa. Cảm ơn Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Chúa, con cảm ơn Ngài để đập nát tất cả những giáo lý, giáo điều của họ, những sự mà họ đang đi tìm. Nhưng Chúa, Chúa còn cảm ơn Chúa chỉ có đứng quyết ở trong lòng của họ mà họ cũng nhận ra. Chúa, chúng con cầu nguyện để bật mở sự sáng của Ngài ra trong lòng của họ, để họ không bị tối tăm nữa, Chúa. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con cầu nguyện cho dân Israel, con chúc phước cho dân Israel thì chúng con được phước, Chúa ạ. Bởi phước lành thì ai cầu cho Israel thì chúng con được được phước vui. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Xin Chúa bổ sức cho anh chị em chúng con mỗi ngày, để chúng con không có đi xe đổ của dân Israel là những người mà đã bị gục ngã, Chúa ạ. Chúng con phải đứng vững trong Ngài, bởi chúng con đã được Ngài tuyển chọn dân Israel thuộc linh của Ngài, để trong những ngày sau rốt Ngài đang tập luyện chúng con mỗi ngày, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Chúng con cũng nghiêng về dân đất nước Ukraine mà Chúa đã tuyển chọn. Về trước này chúng con không biết người dân tộc Israel là ai, nhưng ngày Chúa đã bày tỏ cho chúng con qua người cha linh của chúng con, để dạy dỗ chúng con, để chúng con biết trân quý những điều là Chúa mang đến cho chúng con, Chúa ạ. Để chúng con cũng mang ơn dân tộc Ukraine. Là nơi tin lành Đức Trời, Chúa, là nơi mà Chúa đã đặt để trên đời sống của chúng con, Chúa ơi. Qua dân Ukraine mà chúng con đã nhận được tin lành Đức Trời, chúng con phải biết hạ mình khiêm tốn mà nhận những lời mà dạy dỗ của Ngài, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện cho họ để ban phước cho họ, Chúa ạ. Cảm ơn Ngài, Ngài ban phước cho dân Ukraine để họ biết quý trọng Ngài, biết mang ơn Ngài và tìm kiếm mặt Ngài, thì dân Ukraine sẽ được chiến thắng, Chúa ạ. Con cảm tạ ơn Cha nhiều trong 3 ngày trong bụng cá này. Chúa đang có tập luyện trong 3 năm này, Chúa đang có dạy dỗ cho họ để họ biết mở mắt ra và tìm kiếm mặt Ngài, họ biết kính sợ Ngài, tìm kiếm sự công bình của Ngài. Ô Chúa, con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Để con cũng nghiêng về cầu nguyện cho dân đất nước Việt Nam của chúng con, mà chúng con đã sinh trưởng ở nơi đó mà Chúa đã đặt để chúng con, để chúng con cầu nguyện và đập phá hủy diệt tất cả những đảng băng đảng cướp cộng sản đang đàn áp dân tộc Việt Nam của chúng con. Con cầu nguyện xin cơn thịnh nộ của Ngài đập phá hết tất cả những sự gian ác của họ, Chúa, để cái tư tưởng của họ, tư tưởng Hồ Chí Minh phải tan nát, phải nát nát ra ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng con, Chúa. Con cầu nguyện cho những cái linh hồn đó, để bóc tách linh hồn con người đã đi theo đảng cộng sản đó, để họ để chúng con nhúng vào Bethesda của Ngài, để Ngài sử dụng họ, Chúa. Cảm ơn Chúa, Ngài trong những ngày sau rốt này họ sẽ được cứu qua lời cầu nguyện của chúng con, Chúa. Con cảm tạ ơn Cha nhiều. Xin cho tất cả những con người Việt Nam của chúng con phải tìm kiếm những sự công bình của Ngài, từ bỏ cái lối sống thờ phượng cũ kỹ, thờ phượng Mary, thờ phượng các thánh, ở những giáo lý, giáo điều của những tôn giáo, con đập nát hết tất cả những thứ đó, Chúa. Cảm ơn Chúa để con kêu gọi họ, để họ biết tỉnh thức lại, đi tìm kiếm mặt Ngài, chỉ có
đi vào trong lẽ thật của Ngài, mới họ mới được giải thoát. Chúa, cảm tạ anh cha nhiều. Chúng con nghiêng về với nơi đất nước Hoa Kỳ mà chúng con đang sinh sống đây, để Chúa ơi, cảm ơn Chúa, con nhớ ơn những người cưu mang chúng con. Chúng con ở đây thờ phượng Ngài tự do, thờ phượng Ngài tự do, rao truyền tin lành nước trời của Ngài. Con cảm ơn Chúa, chúng con chúc phúc cho dân đất nước Hoa Kỳ này, để đất nước Hoa Kỳ này là những người mà Chúa đã đặt để nền tảng là lời Chúa. Chúa bảo cảm ơn Chúa, xin họ phải trở về cái tình yêu ban đầu mà Chúa đặt để cho họ, là chính là lời Chúa, để quy tắc vào trong lời Chúa. Chỉ có lời Chúa mới mới đất nước Hoa Kỳ này mới đi trong sự công bình của Ngài được. Chúa ạ, cảm tạ anh cha nhiều, xin Chúa bội sức cho anh chị em chúng con mỗi ngày, để mỗi ngày chúng con luôn luôn hạ mình khiêm tốn và trung thành trung tín đến trọn đời. Chúng con cảm tạ anh cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, Amen. Amen. Hallelujah. Mà có chơi thấy sư hương. Lạy cha dấu yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen cha. Buổi sáng hôm nay chúng con dâng lời cầu nguyện cho đất nước, cho dân tộc của chúng con. Chúa chúc phúc lành cho anh cả của chúng con là Israel. Con cảm ơn Chúa nhờ anh cả của chúng con mà có lời Chúa cho đến ngày hôm nay vẫn loan truyền khắp nơi. Chúa đã cho họ qua sự khôn sáng và trí thức thông minh. Bởi vì dân của Chúa mà Chúa tuyển chọn là những người khôn sáng trong Ngài. Nhưng họ đã vì những khôn ngoan của con người mà họ đã bị những thế gian làm mù mắt họ. Họ làm cho họ sống trong con người thế gian, đã xa lời tình yêu của Chúa nên họ đã bị Chúa rải rác họ khắp nơi. Đã qua hơn 2.000 năm họ vẫn còn rải rác khắp nơi chưa ạ? Vì xin Chúa giờ đây chúng con cầu nguyện cho anh cả ở chúng con nhận biết được thời kỳ cuối cùng này, họ quay về với lẽ thật, quay về với sự sống Chúa ban, để ăn năn sám hối những gì mà họ đã làm. Con cảm ơn Chúa khi đã đặt để tin mừng vương quốc của Ngài trên đất nước Ukraine. Giờ đây xin cho những con người yêu lẽ thật, yêu tin mừng vương quốc của Ngài qua trận chiến này mà Ngài đã loan tỏa họ khắp nơi, rải rác khắp nơi. Xin Chúa chúc lành và ban lời sự sống và thần của Ngài đi với họ để họ đem tin mừng rải rác khắp nơi chưa? Chưa đã dùng người cha thuộc linh với chúng con từ đó mà đem tới đất nước Mỹ này. Và chúng con đã được ân điển và được phước, chúng con được nghe về tin mừng vương quốc. Xin Chúa cũng ban cho tất cả những con người nơi đất Mỹ này mà Chúa đã nhờ dùng lời của Ngài và nhờ những con người yêu mến lẽ thật của Ngài mà tạo dựng đến đất nước Mỹ, mà Chúa đã chúc phước cho đất nước Mỹ. Lịch sử của họ không không dài chưa ạ, nhưng mà chính vì sự yêu mến, chính vì những con người yêu lẽ thật, họ đã tạo dựng nên đất nước Mỹ này giờ đây được có những sự thịnh vượng giàu có, đã cưu mang tất cả những con người tị nạn khắp nơi tràn về đất nước Mỹ này. Và Chúa chúc phước cho họ là những nước chiếm đỉnh đầu của thế giới, nhưng mà những con người khác đi vào trong con nước Mỹ này đã làm đem theo các đạo mà làm bại hoại, nên đâm ra đất nước Mỹ này đủ thứ các những chủng tộc, đủ thứ các những thần đã đem vào đất nước Mỹ làm cho đất nước Mỹ giờ đây cũng không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu nữa chưa ạ? Xin Chúa hãy ban thở thiện nội của Ngài thiêu đốt lòng của những người sống trong cái sự giả dối, và thần của họ là những thần chết chưa, đem vào đất nước Mỹ này làm cho đất nước Mỹ này tùm lum các đạo phái, sinh ra những con người không còn biết lẽ thật mà chỉ biết những thần giả dối của họ mà thôi. Xin Chúa hãy mở mắt mở tai cho họ, và kỳ cuối cùng này họ quay về với lẽ thật.
Chúa dùng anh chị em chúng con đã mà Chúa đã yêu thương chăm sóc. Chúng con đặt nơi chúng con là hội thánh sự thương xót của Ngài. Qua chúng con tin rằng tin mừng vương quốc của Chúa lan tỏa khắp nơi qua trường đại học thần học nước trời này mà Ngài dùng anh chị em chúng con để huấn luyện và đào tạo những con người yêu lẽ thật, yêu sự công bình của Chúa để ra đi lãnh chiếm và trở lại tất cả những thuở ban đầu mà Chúa đã tạo dựng những con người yêu lẽ thật đó để trở lại trong cuộc phấn hưng để từng mỗi chúng con được phấn hưng trong lòng chúng con để chúng con biết ăn nuốt những cái gì kiến thức mà Chúa cho chúng con qua kiến thức của tin mừng vương quốc của Ngài qua nước của Ngài Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa Ngài đã yêu thương chăm sóc chúng con là những con người sinh ra là những con người Việt Nam nói tiếng Việt Nam. Chúa đặt để chúng con xây dựng lại đất nước đổ nát mà đã bao năm qua đã bị quỷ cộng sản nắm quyền, đâm ra con người Việt Nam chúng con đáng lẽ ra là họ rất là có lòng yêu thương và trung tín, nhưng mà bởi vì quỷ cộng sản đã đưa những ý tưởng xấu làm cho con người họ không còn mà biết lẽ thật nữa, chỉ sống trong cái sự lầm lạc của giáo lý giả dối, của những học thức giả dối và bậy bà làm cho con người bại hoại chưa. Nhưng Chúa đã dùng anh chị em chúng con để làm cuộc phấn hưng cho các hội thánh, cho các lãnh đạo Việt Nam đa mà chúng con đang có những tư tưởng và tương lai để mà chúng con giúp đỡ và làm sao cho những dân tộc khắp nơi, các khắp vùng miền đất nước Việt Nam của mình nhận biết tin mừng vương quốc của Ngài, qua họ được huấn luyện trở thành những lãnh đạo tốt cho Ngài vào thời kỳ cuối cùng này để sinh ra những dòng dõi thánh cho Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa, con xin dâng tất cả đất nước của mọi dân tộc, mọi đất nước mà Chúa đã là Chúa là đấng tạo thành thế gian này. Chúa ơi, xin cho những dấu chỉ mà Chúa cho họ thấy của thời kỳ cuối cùng này, họ đều ăn năn sám hối với Ngài và trở về với tình yêu ban đầu mà Chúa dành cho họ, để họ sống những thời kỳ ân điển cuối cùng này để họ chuẩn bị dọn đường cho Chúa này, và những các lãnh đạo, các hội thánh ở khắp đất nước, khắp thế giới này cũng được nhận ra điều đó. Và cảm ơn Chúa, còn dân tất cả anh chị em chúng con để Ngài thêm sức bổ sức cho chúng con và bởi bảy thần của Ngài vận hành mỗi ngày trong đời sống của chúng con, để cho con làm một công việc theo ý muốn của Ngài, làm đẹp lòng Ngài, để chúng con luôn yêu Ngài, yêu Ngài trên hết mọi điều. Con cảm tạ Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Hallelujah. Mà chị thấy tiếp tục. Hallelujah. Amen. Cảm tạ ngợi khen Cha. Cảm tạ ngợi khen Cha. Chúng con có Ngài. Ngài ban chính Ngài cho chúng con. Cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúng con có Ngài. Ngài ban chính Ngài cho chúng con. Cảm tạ ngợi khen Đức Thánh Linh. Ngài có cho chúng con có Ngài và Ngài có chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài đã chọn chúng con trong số 7.000 người chưa hề quỳ gối trước thần ba ân. Chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài đã ban dòng chảy mới và cuối cùng cho chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài đã yêu thương chúng con và chọn lựa chúng con. Ngài lời của Ngài nói ở trong OC ở trong thời kỳ này, con cái của Juda và con cái của Israel sẽ hiệp nhau lại, sẽ lập cho mình một quan trưởng chung và sẽ trở lên từ đất này, vì ngày của Israel sẽ là ngày lớn. Amen. Tại Chúa, bởi vì lời những lời tiên tri của Ngài đang ứng nghiệm. Chúa, những lời tiên tri của Ngài đang ứng nghiệm trong Israel và trong cuộc chiến này.
những lời tiên tri của Ngài đang ứng nghiệm cho Ukraine. Và Ngài đang làm sạch, Ngài đang làm sạch hội thánh của Ngài và cho đất nước, và Ngài đã dựng lên trên lời của Ngài là đất nước Hoa Kỳ và chúng con đang sống đây, chưa không hẳn tại chỗ. Ngài đang làm sạch vùng đất, đuổi thú đồng, côn trùng, cỏ dại ra khỏi đất Ukraine, ra khỏi đất Israel và ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng con mà quỷ cộng sản đang lẫn chiếm. Chúng con cảm tạ Chúa đã chọn chúng con và trở nên những con người mạnh mẽ để chiếm lại mặt đất đó cho Ngài. Chúng con biết ơn Ngài những ngày tháng còn lại chúng con trao dồi và để cho bản chất của Ngài ở trong chúng con ngày càng giống Chúa, để cho chúng con quản trị những mảnh đất hứa mà Ngài bao cho chúng con. Để Ngài chúc lành và chúc phúc cho dân Israel, chúc lành chúc phúc cho Ukraine, cho đất nước Việt Nam, cũng như cho đất nước Hoa Kỳ mà chúng con sống đây, và cho mảnh đất mà Ngài đang sử dụng của chúng con đây. Chúa ơi, qua bao nhiêu những cản trở của cửa âm phủ mà nay chúng không có làm gì được, và những giấy tờ mà chúng con đã được thành và chúng con sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay, ngày mai, để cho những công việc lớn của Chúa, chương trình của Chúa, ngày trở lại của Chúa được hình thành một phần ở trên mặt đất thuộc thể cũng như mặt đất lòng thuộc linh của chúng con. Và chúng con biết ơn Ngài thật nhiều, và chúng con dâng đời sống của chúng con và tất cả những gì của chúng con dâng cho Ngài. Và chúng con gieo, và trong khi chúng con gieo vào nước trời thì chúng con được gặt hái nước trời. Và chúng con biết ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Lạy Cha yêu yêu chúng con, cảm ơn Cha đã yêu thương chúng con và Ngài đã lấy huyết Chúa Giêsu thành tẩy chúng con sạch mọi điều bất chính và cho chúng con trở thành vua và thầy tế lễ để cầu thay cho những dân tộc quốc gia, những người mà chúng con biết và sự đổ nát của nơi mà lãnh vực mà chúng con đã cưu mang trong hội thánh sự thương xót Thiên Chúa, đặc biệt rằng là dân tộc quốc đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con và tất cả các hội thánh tại Việt Nam cũng như tất cả các hội thánh lân cận mà chúng con nơi chúng con đang sinh sống. Cảm ơn Chúa, trước khi Ngài phán xét thế gian thì Ngài sự phán xét của Ngài cũng phải phán xét trên tại nhà Ngài trước khi Ngài phán xét thế gian, chứ ạ. Con cầu nguyện cho tất cả các hội thánh tại đất nước Việt Nam họ cũng tỉnh thức để chuẩn bị sự phán xét của Chúa, đó là tình yêu thương và sự nhân từ thương xót của Ngài. Xin Chúa Ngài tác động đến tâm linh của những con người lãnh đạo trong các hội thánh để họ nhận biết rằng là chính họ cũng là vua và thầy tế lễ để mà đứng lên trên các đỉnh núi để quyết cầu thay cho dân tộc, cho đương sự của Ngài, chứ không phải chỉ tìm kiếm Ngài, tìm kiếm mặt Ngài chỉ ở ăn gì uống gì và cậy dựa vào Ngài chỉ ở đời này mà thôi, là kẻ khốn nạn hơn bao giờ hết, chưa ạ. Xin Chúa mở mắt, mở tai, mở tấm lòng hạ mình của những người lãnh đạo trong các hội thánh tại đất nước Việt Nam và chính cái sứ mạng của cái sứ mạng của đất nước Việt Nam của chúng con nằm trong tay của những người lãnh đạo trong các hội thánh, những người cơ đốc nhân, Chúa ạ. Con cầu nguyện, cảm ơn Chúa, Ngài cũng đặc biệt người cha thuộc linh của chúng con lòng yêu mến Chúa, yêu dân tộc, yêu quốc gia, đặc biệt là những người tất cả những người Á Châu, những người châu Á của chúng con đây, trong đó có đất nước Việt Nam của chúng con, tấm lòng yêu kính Chúa, yêu dân tộc, và cho chúng con cũng hiểu, thấu hiểu được dân tộc Việt Nam của chúng con. Cảm ơn Chúa, Ngài dùng Hiến Nam, anh chị em của chúng con,
là những người Việt Nam, là những người mà khởi đầu cho cuộc cách mạng cũng như cuộc phấn hưng và phục hưng cho những người Việt Nam tại lân cận nơi chúng con đang sống, và những người Việt Nam mà chúng con đang tiếp cận, những người thân của chúng con là những người Việt Nam, để hiểu được tình yêu của Chúa trên người Việt Nam, Chúa ạ. Chúng con yêu họ và xin Chúa tiếp tục cho chúng con cưu mang tất cả những gì mà Chúa gieo vào lòng của chúng con. Con cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ và nơi chúng con đang sinh sống. Ngài cũng dùng đất nước Hoa Kỳ để mà trợ giúp cho đất nước, cho dân tộc Ukraine, cho những đất nước lân cận khác. Cảm ơn Chúa, nhưng mà không phải chỉ vì vật chất hoa lợi, nhưng mà tất cả những điều mà sự kính sợ Chúa. Con cầu nguyện cho tất cả các hệ thống của chính phủ Hoa Kỳ, họ cũng nhận biết Chúa, họ biết kính sợ Chúa và làm theo sự công bình, không trong sự giả dối. Chúa, xin Chúa cũng vạch lộ ra hết tất cả các hệ thống của đất nước Hoa Kỳ, sự gian lận, điều dối trá nào, xin Chúa cũng tiếp tục lộ trần ra, Chúa ạ. Vì sự kinh tởm nhất của dân chủ còn ghê tởm hơn là quỷ cộng sản nữa, Chúa ạ. Xin Chúa Ngài cũng vạch trần tất cả con người mà Chúa yêu thương, Chúa sử dụng để mà làm có thẩm quyền, để cai trị đất nước, dân tộc. Con cầu nguyện cho đất nước Israel là anh cả của chúng con. Cảm ơn Chúa Ngài đang dạy dỗ đất nước Israel cũng đất nước Ukraine, để họ nhận biết được thời kỳ của Chúa thăm viếng và những thời kỳ cuối cùng sẽ có những các dân, các nước để nổi dậy chống nghịch lại với nhau. Chỉ là một cơn đau khởi đầu, Chúa ạ, để chúng con nhìn thấy trong trong sự dạy dỗ của Chúa qua tất cả những bài học trong quá khứ của đất nước Israel cũng như Ukraine hiện nay, chối bỏ tin lành nước Đức Chúa Trời, để chúng con biết được rằng hạt giống của Chúa chỉ có nước Đức Chúa Trời được lan rộng ra khắp đất, khắp vũ trụ này, thì sự cuối cùng mới tới, Chúa ạ. Chúa cũng cho sự xảy ra của chiến tranh Ukraine để con cái của Chúa được lan rộng, hạt giống của Chúa được lan rộng ra khắp thế giới này, khắp vũ trụ này, đặc biệt rằng nơi mà chúng con đang sinh sống cũng được đang sinh sôi nảy nở trong tin lành nước Đức Chúa Trời tại Houston, tại Hoa Kỳ này. Cảm ơn Chúa vì mọi sự có ích cho những kẻ yêu mến Chúa, không điều gì xảy ra không ngoài ý muốn của Chúa, nhưng tất cả đều trong sự kế hoạch chương trình của Ngài. Xin Chúa cho con cái của Ngài tìm kiếm mặt Ngài và từ bỏ con đường gian ác, như lời Chúa nói rằng nếu dân ta hạ mình xuống và quỳ lạy ta thì khi đó ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi và chữa lành và giải thoát họ. Nguyện Chúa cho những người mà gọi là mang cơ đốc nhân, đặc biệt rằng là cái ưu tiên mà Chúa cho nơi Ukraine, nơi hội thánh của Chúa, để họ hạ mình tiếp nhận được cái sứ điệp mà Chúa đã gửi ra qua người cha thuộc linh của chúng con, để họ quỳ và hạ mình để lắng nghe tất cả lời dạy dỗ của Chúa, để họ được tha thứ và được chữa lành và giải thoát. Cảm ơn Chúa qua tất cả bài học sự dạy dỗ, sự đánh phạt của Chúa, đó là tình yêu thương và sự thương xót của Ngài. Xin Chúa Ngài cũng tiếp tục dạy dỗ và đánh phạt chúng con trên đời sống của chúng con, để chúng con mới biết tỉnh ra, để mà nhận biết được ý muốn tốt lành trọn vẹn của Ngài ngày càng hơn. Con cảm ơn Cha và con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Ok, một số chị cầu nguyện. Cha con chúc thờ cho mẹ con nè. Con đừng có bắt điện thoại chiếc khờ đi cho mẹ con nè. Ok, ok. Không, mẹ con nguyện 5 phút ngay bây giờ. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ôi, kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Thánh Linh.
Cảm ơn Chúa, hôm nay con được tham dự cầu nguyện cùng với anh chị em của chúng con. Con dâng lên Cha lời cảm ơn, lời biết ơn. Cảm tạ Chúa vì trong cuộc sống của con luôn luôn có Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã sử dụng tất cả anh chị em của chúng con để hỗ trợ lẫn nhau, để chia sẻ cho nhau và để học hỏi lẫn nhau. Và Ngài cũng sử dụng mục sư của chúng con để truyền tải những ý lành tốt đẹp của Ngài để cho chúng con áp dụng vào trong cuộc sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài là Đức Chúa Trời chữa trị lành mọi vết thương lòng của chúng con, về trong tâm linh cũng như trong thực thể. Ngài là Đức Chúa Trời công bằng trong cuộc sống của chúng con, không có sự bất công nào được thực hiện ở trên cuộc sống của mỗi chúng con. Ngài là Đức Chúa Trời rửa sạch mọi gian ác trong cuộc sống của mỗi chúng con. Ngài Đức Chúa Trời hàn gắn tất cả mọi sự trong cuộc sống của chúng con để liên kết lại với nhau, để sống một cuộc sống đầy yêu thương, bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Ngài là sợi dây liên kết nối liền trong cuộc sống của chúng con. Dòng huyết thánh của Ngài là dòng huyết tuôn chảy trong từng mạch máu, trong tế bào của chúng con. Đời sống linh hồn của chúng con được nhận lấy sự vui mừng, sự phấn khởi và sự bình an từ sự tuôn đổ qua quyền năng của Chúa Thánh Linh. Ngài tuôn đổ tất cả những điều gì ở trong Ngài, ở trên cuộc sống của chúng con, để chúng con tiếp nhận và chúng con làm theo, để cho chúng con ngày càng trở nên kháng khích và trở nên giống Đức Chúa Trời của chúng con hơn. Ngài để Đức Chúa Thánh Linh thúc giục, cáo trách và chỉ dạy cho chúng con, để chúng con hằng ngày học hỏi lời của Ngài, qua lời của Ngài, qua Kinh Thánh, cũng như qua những điều mà chúng con trực tiếp tâm sự cầu nguyện cùng với Ngài. Hallelujah, Chúa, con cảm ơn Chúa. Mỗi buổi sáng thì lại tốt luôn, lòng thành tín của Ngài còn đến đời đời. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con chẳng những cầu nguyện dâng cuộc sống của chúng con vô cho Ngài, mà chúng con còn nghĩ đến người nhà, người thân của chúng con. Lời Ngài có chép rằng, một người tin nhận Chúa, cả nhà được cứu. Trời ơi, con là người đầu tiên trong gia đình tin nhận Chúa. Vì qua lời của Ngài, con xin lời của Ngài được thành trên cuộc sống, trên gia đình, người thân của chúng con. Con chỉ biết dâng lời cầu nguyện và dâng họ vào cánh tay quyền năng của Ngài. Hallelujah, Chúa ơi, xin Ngài đụng chạm, xin Ngài thương xót. Bởi vì ân điển của Ngài mà chúng con được cứu, bởi lòng thương xót của Ngài mà chúng con được cứu. Chúng con có thể đi tìm một cái thần nào đó trên đất này để được hưởng phước, nhưng chúng con bị sai lầm, Chúa ơi. Bởi vì lời Ngài cũng có khẳng định rằng, ở dưới trời này không nhờ bất cứ một thần nào nhờ đó mà chúng con được cứu, chỉ có nhờ danh của Đức Chúa Giêsu mà thôi. Lẽ thật này sẽ được bày tỏ ra. Chúa ơi, con thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con cầu thay cho dân tộc Việt Nam của chúng con ăn năn tội cho dân tộc Việt Nam của chúng con, bởi vì tội lỗi mà tổ phụ của chúng con đã đi sai lầm này đến sai lầm khác, và những cái điều mà sai trật đó nó ăn sâu vào trong tiềm thức và trong con người, trong cái bản chất của trong nền văn hóa của đất nước Việt Nam của chúng con, từ đó làm cho dân tộc Việt Nam của chúng con khó tách rời ra những cái sự sai lầm đó mà đến với Chúa. Trời ơi, bởi thế con công bố tin lành nước Đức Chúa Trời sẽ được dấy lên và mở rộng trên đất nước Việt Nam của chúng con. Trời ơi, chúng con cũng từng suy nghĩ, cũng từng thắc mắc tại sao ma quỷ sa tăng nó đã gieo rắc những cái nền móng vào trong đất nước Việt Nam của chúng con, mà chúng con là những người được tin Chúa, chúng con là những người nhận biết lẽ thật của Chúa, tại sao chúng con không cũng làm gương, hoặc chúng con làm cho cái lẽ thật của Chúa được mở rộng ở trên dân tộc Việt Nam của chúng con. Con công bố giờ này tin lành nước Đức Chúa Trời sẽ dấy lên và sáng lè ra, và những hội thánh sẽ được mở mang rộng rãi, và những lời của Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng, và lời của Đức Chúa Trời sẽ được ấn định và dạy trong môi trường giáo dục. Con công bố Kinh Thánh sẽ được dạy trong môi trường giáo dục, và con công bố hủy diệt hết tất cả những cái đại học cộng sản, đại học trường đảng, hay hoặc trường Phật giáo. Tại sao họ là những tà linh mà họ được dấy lên, họ được mở rộng, mà con dân Chúa là lẽ thật mà không được làm điều đó? Trời ơi, con công bố theo lời của Ngài, con được phép hủy diệt và nhổ diệt, phá diệt trồng. Trời ơi, trong danh Chúa Jesus Christ, con nhổ phá và hủy diệt hết tất cả những đền thờ miếu mẫu, những nơi mà truyền dạy những lực lệ của tà linh cộng sản, những cái giáo lý của xã hội chủ nghĩa, những cái giáo lý chống lại với Đức Chúa Trời. Con công bố nhổ và hủy diệt hết chúng nó, và con gieo trồng lại tin lành nước Đức Chúa Trời. Con gieo trồng, con gieo hạt giống tin lành nước Đức Chúa Trời, và mở rộng tất cả các hội, các nơi để hiểu biết về lời Chúa hơn. Sẽ mọc lên những cái trường dạy về giáo lý của Đức Chúa Trời trong môi trường Việt Nam, cũng sẽ được mở lên, sẽ được dạy lời của Đức Chúa Trời. Con công bố điều đó, khai phóng điều đó và gieo trồng điều đó trên đất nước Việt Nam của chúng con. Và bởi danh của Ngài mà chúng con làm thành điều đó, bởi danh của Ngài mà con công bố điều đó sẽ được thành. Đất nước Việt Nam của chúng con sẽ được làm mới lại, được thay đổi, để dân tộc Việt Nam của chúng con không còn ở trong sự thờ lại thần tượng nữa. Trời, trong danh Chúa Giêsu Christ, con cắt đứt hết tất cả mọi cái sự dạy dỗ nào mà đã ăn sâu và trong tiềm thức của người dân Việt Nam. Ngay từ bây giờ sẽ làm mới lại, người dân Việt Nam sẽ tìm cầu ý kiến của Đức Chúa Trời ngay giờ này. Trời ơi, con cũng công bố cầu nguyện cho đất nước mà con đã từng được sinh sống ở trên đất nước Ukraine.
hơi nơi mà cái nôi tinh lành nước Đức Chúa Trời Ngài đặt để ở nơi đó. Con công bố giờ này cái chuyện mà chiến tranh đang xảy ra, chuyện mà cướp bóc hủy diệt hiện tại bây giờ, đó là bài học cho con dân Chúa và sự tể trị của Chúa luôn luôn, và Ngài đang hướng mắt và theo dõi cái chương trình này của Ngài ở trên đất nước Ukraine. Trời ơi, trong danh Chúa Jesus Christ, xin Ngài đổ thần linh của Ngài, thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu toan, thần mạnh sức, thần hiểu biết, thần kính sợ Đức Giê-hô-va trên bộ máy lãnh đạo của người dân Ukraine, đó là Tổng thống Zelensky và bộ máy lãnh đạo của ông. Trước hết là sự kính sợ Đức Chúa Trời, xin cho ông nhận thức được sự kính sợ Đức Chúa Trời và tìm cầu ý của Đức Chúa Trời. Chơi nguyện ý của Ngài sẽ được thành trên đất nước Ukraine, và trong danh Chúa Giêsu Christ con công bố hủy diệt hết tất cả mọi cái tà linh của Satan ma quỷ, nó đã sử dụng cái sự chiến tranh để cướp bóc và hủy diệt trên đất nước Ukraine. Cho ơi, xin Ngài bảo vệ đất nước Ukraine và Ngài cho bày tỏ ra rõ ràng để người dân Ukraine biết là lãnh thổ đất nước Ukraine không ai được xâm lấn cả. Những cái nơi mà của tà linh cộng sản nó đang chiêm lắng ở đất nước Ukraine, những cái vùng mà cái bộ máy lãnh đạo của tà linh cộng sản nó sử dụng đất nước Nga để chiếm lấn, thì giờ này trong danh Chúa Jesus Christ công bố trả lại cho đất nước Ukraine, trả lại và đất nước Ukraine sẽ bảo vệ được lãnh thổ trong danh Chúa Jesus Christ. Thiên sứ của Ngài giúp đỡ người dân Ukraine, giúp đỡ bộ đội quân đội Ukraine để giành lại đất nước trong danh Chúa Jesus Christ, và con xua đuổi tất cả mọi cái linh cướp giết quỷ diệt của Satan ma quỷ mà dùng đất người người bộ đội người lính của Nga sẽ quay trở về đất nước Nga. Nơi nào mà được Đức Chúa Trời gìn giữ thì không có bất cứ một cái sự xâm lấn nào cả. Trong danh Chúa Jesus Christ con khai phóng điều đó sẽ được thành trên đất nước Ukraine. Con chúc phước cho đất nước Ukraine, con yêu mến đất nước Ukraine, người dân Ukraine, và sự an bình sẽ đến trên người dân Ukraine. Trời ơi, đây là tấm lòng mong mỏi của chúng con, lời cầu nguyện của chúng con. Ngài đến và lại Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con và Ngài nhận lời cầu nguyện của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Trời ơi, chúng con cũng biết ơn người dân Israel, bởi vì qua dân tộc Israel mà Ngài đã giáng thế làm người và Ngài đã chết thế cho chúng con. Nguồn gốc này, lẽ thật này sẽ được mở rộng trong chúng con và đến người nhà người thân của chúng con. Và bởi vì lòng biết ơn mà Ngài đã dạy dỗ chúng con biết do ơn người dân Iraq, người dân Israel, con chúc phước cho họ, cũng như lời Ngài nói là cầu bình, cầu hòa bình cho Jerusalem và chúc phước cho Jerusalem. Con công bố rằng chúng con là những người con dân Chúa, những người con thuộc linh cũng như là người Israel thuộc linh, mà chúng con gìn giữ hòa bình bởi dòng huyết thánh của Chúa Giêsu ở trên đất nước Israel. Và con công bố linh khôn ngoan thông sáng của Ngài cũng tuôn đổ trên những người lãnh đạo của đất nước Israel. Họ sẽ chiếm lại tất cả những gì thuộc về họ mà Chúa ban cho, và họ sẽ chiếm lại tất cả những điều gì mà Satan ma quỷ đã cướp giết và hủy diệt. Trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Ngài cũng ban cho họ sự khôn ngoan thông sáng và đừng làm những điều ác và đừng làm những điều mà trái ngược với Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu Christ, sự khôn ngoan sẽ đến từ Đức Chúa Trời. Xin Ngài hãy giúp đỡ cho người dân Iraq ngay giờ này để họ biết phân định đúng sai, để họ biết làm điều gì cho đúng. Chơi trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố sự hòa bình sẽ trở lại trên đất nước Israel bởi danh của Đức Chúa Giêsu, bởi tất cả chúng con là những người cầu nguyện cầu thay và lòng của chúng con hướng về và chúc phước cho Israel. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Giờ này xin dâng tất cả những lời cầu nguyện của anh chị em của chúng con lên hết lên cho Chúa, đánh địa chỉ về cho Chúa, và tất cả những cái điều gì mà nó chống đối lại lời cầu nguyện của chúng con hủy diệt hết chúng nó. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, con biết thế giới tâm linh, những cái thế giới ma quỷ nó cũng đang dùng những con người cũng đang hàng ngày tụng kinh khỏ mỏ và cầu nguyện, thì những điều đó con nhân danh Chúa Giêsu Christ hủy diệt hết tất cả những điều cầu nguyện của chúng nó, bởi chúng nó cầu nguyện đến Satan ma quỷ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con hủy diệt hết những điều cầu nguyện của những cái người dân Việt Nam, những người đang ngồi trong chùa, những người đang ngồi trong miếu tụng kinh cỏ mỏ, những người đi cúng bái ở trên đất nước Việt Nam của chúng con. Trời ơi, một lần về phép con cũng cảm thấy rất đau lòng khi dân tộc Việt Nam của chúng con vẫn còn những tin mê tín dị đoan, vẫn đi cúng mái những chùa chiền miếu mảo, và khi rao giảng về Chúa họ chỉ biết nói rằng đạo nào cũng tốt. Trời ơi, đây là một sự lầm lạc. Trời ơi, xin Ngài cũng cứu lấy dân tộc Việt Nam của chúng con, những đồng quê, những vùng quê họ còn chưa được mở lòng. Trời ơi, xin Ngài giúp đỡ cho Hội Thánh Tin Lành sẽ đến trên những vùng quê như quê hương của chúng con. Chúa ơi, họ vẫn tìm một cái thần nào đó, họ vẫn tin có một thế giới tâm linh, nhưng họ chưa được mở mắt tâm linh, tin là Đức Chúa Trời. Họ đi tờ lại, họ đi tìm những cái thần, những cái tượng, và họ tin vào những cái giấc mơ, những cái sự bói toán bói khoa. Trời ơi, đây là một điều mà cấm cản để cho họ tìm kiếm Đức Chúa Trời. Satan ma quỷ nó lợi dụng những cái sự mê tín dị đoan này mà làm cho người dân, nhất là người dân quê của con chính con nhìn thấy họ rất cần một cái sự thuộc linh, nhưng họ không đến
đến được với Đức Chúa Trời, bởi vì những cái đức tin này đã ngăn cản họ, nhất là khi con nhìn thấy thật sự trong người nhà người thân của chúng con đi chùa đi miếu, nhưng khi nói về Chúa thì họ lại bị cấm cản. Chúa ơi, họ không tin. Chúa ơi, trời xin giúp đỡ con dâng hết gia đình của con lên cho Ngài, chỉ có Chúa Thánh Linh mới làm được điều đó. Đến một lúc, đến một thời kỳ và đến ngày đủ lời cầu nguyện của chúng con, Ngài làm thành và xin cho gia đình của chúng con quay trở về nhận biết Ngài, thờ phượng Ngài. Chúa ơi, không phải gia đình của con không, mà nhiều nhà đều như thế, và người nhà người anh chị em của chúng con đều như thế. Chúa ơi, xin Chúa thương xót và xin dòng huyết thánh của Ngài thương đổ rửa sạch mọi ô uế đó, để được chúng con được làm con làm cái của Ngài, được thờ phượng Ngài, được tôn vinh danh Ngài và được nhận ơn phước từ nơi Ngài. Phước hạnh thay khi gia đình nào của Chúa Giêsu làm chủ, phước hạnh thay khi đất nước nào của Chúa Giêsu làm chủ. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài và cầu nguyện dâng hết lên cho Ngài. Cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm tạ ơn lại cha dấu yêu, cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúa là vì Ngài dùng chúng con là búa và khí để lấy ra trong tay của Chúa để phá tan các dân, diệt các nước. Chúa tạ ơn Chúa vì nơi nào bàn chân chúng con đạp đến nó thuộc chúng con, không ai đứng nổi trước mặt chúng con. Rồi và Đức Chúa Trời cha yêu dấu chúng con sẽ giải sự kinh khủng sải trong tất cả mọi thứ nơi chân chúng con đạp đến, y lời Chúa đã phán. Ôi Chúa, chúng con đạp đến trên mảnh đất Hoa Kỳ, chúng con đạp lên trên mảnh đất Ukraine, chúng con đạp lên mảnh đất Việt Nam, chúng đạp chân lên mảnh đất Israel, đạp lên ôi trên các quốc gia, các dân tộc. Chúa ạ, ôi là trong thần linh, ôi vì chúng con hoàng hậu của Ngài. Chúa ạ, ở trong thần, ôi ở trong thần thứ ba, chúng con đi lên trên tất thảy ôi các đất nước, các quốc gia. Chúa ạ, toàn khắp tất cả các địa cầu này trong danh Chúa Jesus Christ, Akadabazu, vì đó là cơ nghiệp chúng con. Ôi nên chúng con đi tuần hành cùng với Đức Chúa Trời hàng sống của chúng con. Chúa ơi, Shakadabri, Urasaka ngay tại Hoa Kỳ này, ôi nơi mà thân thể vật lý con ở đây. Chúa ạ, con công bố sự tài trị tuyệt đối đây, con công bố sự phán xét của Chúa Trời đến trên nhà Ahab và Jezebel. Ô ngày lớn ghít lên, ngày lớn ghít lên. Chúa ạ, ô khi ngài nhổ hết tất thảy cái điều gì ô mày không trồng. Chúa ạ, ô ra sa ngài nhổ hết tất thảy ô các lãnh đạo tôn giáo ở trong tất thảy các giáo hội, ở trong các nhà thờ, các hội thánh. Ô ra sa kara các tộc cộng đoàn tôn giáo, ô ngài đánh hại hết tất thảy các lãnh đạo tôn giáo trong danh Chúa Jesus Christ và hủy hoại các tôn giáo. Chúa ạ, là nguồn gốc của bao nhiêu dịch lệ, nguồn gốc của bao nhiêu văn hóa đồi trụy bẩn thỉu ô uế, ô rất giác ca suy tàn, khiến người ta tự lừa dối mình và tránh xa Chúa Trời. Ô chân thật trong danh Chúa Giêsu, Shakadabaduburushabri, ô con đổ lửa thạch nộ trời đến trên linh Antichrist, ô rất giác ca tàn linh Antichrist ở trong các mục sư, ô ở trong các lãnh đạo, ở trong các người gọi là sứ đồ tiên tri thầy giảng giáo sư mục sư, ô rất giác ca, ô vì họ đi theo con đường công bình của mình. Chưa, ô họ Chúa ra lệnh kiếm nước trời sự công bình và sự công bình của nước trời, công bình không phải lẽ phải lý lẽ của mình mà phải tìm kiếm lý lẽ của Chúa Trời. Trời ơi, và lý lẽ của Ngài đã được khẳng định rất rõ trong Kinh Thánh bởi thần của Chúa, được khẳng định trong danh Chúa Giêsu Sakara, tìm nước trời, tìm lý lẽ của Ngài. Trước tiên, không phải tìm lý lẽ của mình là ăn thì uống thì mặc gì, phải tiền đâu, phải có cơm áo gạo tiền, phải có gì ăn đã, phải không làm thì lấy đâu tiền, rồi không ABC thì mới có được. Tất cả lý lẽ con người đến tàn nát hết, con gọi lửa thạnh nộ đến trên mọi lý lẽ đó, đến trên mọi công việc của lý lẽ đó, chưa ạ? Để khiến tất cả cái lý lẽ đó được ra cho bụi hết trong danh Chúa Giêsu. Ôi, bởi vì đáng rủa xả kẻ nào trông cậy vào loài người, đáng rủa xả kẻ nào không trông cậy Đức Giê-hô-va. Chúa ạ, ôi lời của Chúa đã ứng nghiệm rồi, chưa ạ, trong danh Chúa Giêsu Christ. Vì vậy con công bố sự rủa xả của Chúa Trời đến trên một thế lực nào mà không trông cậy Chúa Trời. Chúa ạ, ôi ra sao, vì đó là nguyên tắc của Chúa Trời và như là thẩm phán của Ngài. Chúa ạ, ôi mà Ngài đã ban cho con quyền đó, để phán xét nhà Ahab, phán xét nhà Jezebel, đặc biệt thậm chí phán xét của nhà Chúa Trời. Chúa ạ, vì Ngài nói ngày cuối này, Ngài sự phán xét khởi từ nhà Chúa Trời, và chúng con giúp Ngài trong việc phán xét nhà Ngài. Chúa ạ, phán xét từ con, phán xét từ hội thánh sự thương xót Thiên Chúa, phán xét từ anh chị em chúng con, phán xét từ dòng chảy sự thương xót Thiên Chúa đây. Chúa ạ, phán xét gia đình chúng con, ô Rasa, phán xét trên chính chúng con là thầy tế lễ cho gia đình đó. Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu, để chúng con có làm bổn phận của thầy tế lễ cho gia đình không? Khi chúng con tìm kiếm mặt Ngài, Rasa, khi tìm kiếm lý lẽ của Ngài, sự công bình của Ngài, lập luận của Ngài, chứ không phải lý lẽ thế gian trong danh Chúa Giêsu, vì tất cả lý lẽ của thế gian, lập luận thế gian, công bình thế gian chỉ là sự nhơ nhiễm trước mặt Chúa Trời mà thôi. Sự rủa xả đến trên tất thảy các thùng nhồi bột, đến trên tất thảy sinh vật sản vật của chúng con, sự rủa xả này đến trên gia đình chúng con, chưa ạ? Nếu mà chúng con chống lại Ngài, chưa ạ, trong danh Chúa Giêsu Christ, trời
Vì đấy là sự phán xét của Ngài, không ai có thể cản nổi sự đổ xả của Ngài đâu chứ, không có luật nào, không có lời cầu nguyện nào, không có sự chống nghịch nào mà có thể đứng nổi được đâu trong danh Chúa Jesus Christ. Orasakara, vì vậy chúng con thầy tế lễ, chúng con đứng ở đó Orasa để khi chúng con làm mình nên thánh chưa ạ? Và khi làm mình nên thánh rồi thì chúng con mới đứng để lời đổ nát để cầu thay cho đất nước, gia đình, dân tộc của mình chưa ạ? Trong danh Chúa Jesus Christ. Ô vì bao năm nay ô dân của Chúa đã bị lừa dối, bị rủa xả khi lòng cha không trở lòng con không trở lòng cha, nên Ngài dùng sự đổ xả đánh đất đó mà họ vẫn không tỉnh thức, họ bỏ Đức Chúa Trời của mình, họ bỏ luật pháp Đức Chúa Trời của mình, họ bỏ sự công bình của Đức Chúa Trời mình, họ bỏ lời của Ngài, họ kêu Ngài là Chúa là thầy mà không làm theo lời Ngài phán. Chúa ơi, ô sự lừa dối trong xã hội, sự lừa dối trong ô nền thần học của Babylon, sự lừa dối ở trong các hội thánh đã dẫn đến cái thảm trạng như ngày hôm nay mà chúng ta đang nhìn thấy chưa? Như khi hội thánh của Chúa đang trở thành con dâm phụ, và Ngài Đức Chúa hay ghen chưa? Và Ngài đốt Sion bằng lửa công bình, lửa thiêu đốt của Ngài chưa? Ngài tẩy uế Sion bằng thần công bình, thần thiêu đốt của Ngài. Cha ơi, trong danh Chúa Jesus Christ để rửa sạch chúng con, rửa sạch chúng con, đặng làm chúng con là nên thánh của Ngài chưa? Dân thánh của Ngài là dân con sốt sáng làm việc lành. Cha ơi, trong danh Chúa Jesus Christ, tạ ơn Chúa sự rửa sạch Ngài giáng trên gia đình chúng con. Tạ ơn Chúa rửa sạch đến trên hôn nhân chúng con, đến trên công việc sức việc của chúng con chưa ạ? Để cho con tỉnh thức ra, để mà ăn năn, để mà quay trở lại, Rasaka đi theo con đường đúng của Chúa Trời chưa ạ? Vào con đường chúng con phải đi chưa ạ? Vì sự rửa sạch của Chúa Trời là phước hạnh của Ngài đó chưa ạ? Rửa sạch của Ngài hay sự phán xét của Ngài đó chính là lòng thương xót nhân từ của Chúa, và chúng con lại mang tên là sự thương xót của Đức Chúa Trời chưa ạ? Sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nên chúng con hiểu thế là sự rủa sả của Chúa Trời, chúng con hiểu thế là sự thạnh nộ của Chúa Trời. Vì thế mà chúng con gọi sự thạnh nộ Đức Chúa Trời đến trên chúng con chưa ạ? Sự thạnh nộ còn khủng khiếp hơn cả sự rủa sả chưa ạ? Vì sự thạnh nộ là như sự phán xét trên sự rủa sả Chúa ơi. Shakadaba, mà chúng con đã gọi sự phán xét đến trên chúng con rồi, sự thạnh nộ Ngài đến trên chúng con, gia đình chúng con, người thân chúng con rồi chưa ạ? Ô thì huống chi là sự rủa sả chưa ạ? Nên sự rủa sả nó đuổi theo chúng con, đánh gục hết tất thảy các người thân của chúng con, gia đình chúng con chưa ạ? Để tất thảy người thân gia đình chúng con không ăn ngủ yên được, phải kêu cầu Chúa chưa ạ? Rasakadaba, để được tỉnh thức, để lòng thương xót nhân từ đó. Và chúng con đây là những thầy tế lễ của người thân gia đình chúng con cho ạ. Ô trong sự tỉnh thức mà chúng con tìm kiếm mặt Ngài, tìm kiếm nước của Ngài, ô để đứng là nơi trụ đổ nát để cầu thay cho người thân của mình, gia đình của mình cho ạ. Và những người thân gia đình chúng con được cứu, người thân gia đình chúng con Orasaka được phước hạnh, ô dân tộc đất nước mà con đang ở đây, chúng con đang ở đây cũng được phước hạnh cho ạ. Trong danh Chúa Jesus Christ Sakadaba, khi ô lòng cha trở lòng con cho ạ, khi họ tin hết tất thảy lời của Ngài, khi gọi là nước cho là cha của mình, Abba cha ơi, ô lại cha chúng trên trời chưa ạ, thì tin hết tất thảy mọi lời Ngài nói thì đấy là gọi là con. Ô và yêu kẻ thù của mình Shakadabu, thì bây giờ xưng là con của cha trên trời vậy. Trong danh Chúa Jesus Christ, nguyện lời cầu nguyện phẫu thuật này của chúng con chưa ạ? Ô ra phẫu thuật chính xác từng con người một chưa ạ? Từng người nam người nữ chưa ạ? Để như lời chứng nghiệm rằng ngươi là búa và khí thế đánh giặc trong tay ta, ta sẽ dùng ngươi để phá tan các dân và diệt các nước, ta sẽ dùng ngươi phá tan ngựa và kẻ cưỡi ngựa, xe và kẻ cưỡi xe, ta sẽ dùng ngươi phá tan đàn ông đàn bà già và trẻ, ta dùng ngươi phá tan trai trẻ gái đồng trinh, ta sẽ dùng ngươi phá tan kẻ chăn bầy nó, kẻ cây ruộng và đôi bò đó, ta sẽ dùng ngươi phá tan các quan cai trị và các quan hình. Nhưng trước mặt các ngươi, Rasakada, ta sẽ báo trả cho Babylon và mọi dân canh đê phàm điều ốc chi mà chúng nó đã đạt tại Sion. Sakada tất tại điều gì? Mà chúng nó làm tại sơn của Ngài, làm tại hội thánh nàng dâu của Ngài chưa, tinh sạch của Ngài chưa? Ôi thì con cũng có sự báo trả của Chúa Trời đến trên cái hệ thống Babylon, đến cho các thế lực ngầm, thế lực nổi, Rasaka lửa thạnh nộ khủng khiếp trời giáng trên quốc gia Hoa Kỳ, giáng trên tất thể thế lực ngầm nổi đó, giáng trên các tập cộng đoàn công dân tôn giáo, Rasaka đánh hại tất thể các nơi cao của chúng trong danh Chúa Giêsu Christ, Rasaka vả hết vào mặt các quan sát của Israel, vả mặt vào các lãnh đạo các hội thánh trong danh Chúa Giêsu Christ, Rasaka để họ phải nói ra lời Chúa Trời, để họ không sợ Rasaka thế gian nữa, để họ hầu việc Chúa Trời trong sự ngay làng trọn vẹn chứ không phải vì cái bụng của mình. Ô vì nhiều lãnh đạo
Ô công lãnh đạo cơ đốc, ô đang làm chức việc vì tiền lương, ô vì ô danh vọng, vì địa vị, ô vì cái ghế của mình, Saka vì như là ô chức chức vụ đó như cần câu cơm, ô Rasa Chara với Yudosuka là Chúa ơi, con bẻ gãy cần câu cơm đó trong thành Squid, ô Rasaka con đuổi họ và tất cả áo sống họ ra khỏi nhà Jehovah, ô Rasaka nếu họ ô gian ác như vậy, tất thảy mọi sự gian ác mà họ bê vào nhà Đức Chúa Trời cho họ, con đặt đổ hết trong thành Squid, ô Rasaka như chưa đây, ô các thầy, ô như ngài làm cuộc phấn hương thế nào ở trong Israel cho ạ, ô Rasa khi gọi dân của ngài về, ô khi làm sạch hết tất cả thầy tế lễ, ô đánh hãi tất thành nơi cao của chúng, ô Rasa lật đổ hết tất cả thành trì của chúng, Saka ném hết tất cả các khí cụ mà nó đang mang vào nhà Đức Giê-hô-va, mang vào đền thờ của ngài, chúng con đốt hết sạch trong lửa thạch nộ khủng khiếp của Chúa Trời trong danh Chúa Jesus Christ, và các thầy tế lễ đó thì chúng con đưa đi cải tạo ở trong cái trung tâm cai nghiện tôn giáo trong danh Chúa Jesus. Ô chúng con cai nghiện tôn giáo cho những người gọi là sứ đồ, ô những người tiên tri, những người thầy giảng giáo sư mục sư, cho nên cai nghiện tôn giáo cho các lãnh tụ tôn giáo, lãnh đạo tôn giáo trong danh Chúa Jesus Christ, ô lãnh tôn giáo cơ đốc, tôn giáo tin lành, tôn giáo công giáo, chính tông giáo, ô chúng cai nghiện tôn giáo cho các lãnh đạo Hồi giáo, Nho giáo, Khổng giáo, Cộng sản, cho cai nghiện tôn giáo cho Do Thái giáo, Shaka Ấn Độ giáo, Shaka Sin tôn giáo, Shaka bao tất cả các loại giáo, các giáo khác, ô chôn cai nghiện tôn giáo cho họ trong danh Chúa Jesus Christ, ô là chôn có chương trình đó chưa, ô Rasa chôn đánh tan ngựa và kẻ cái ngựa đó là vậy chưa, kẻ chăn bầy nó, tất cả kẻ chăn bầy nó bị đập nát tan tành trong danh Chúa Jesus, và tất cả trai trẻ cái đồng trinh, ô người già trẻ lớn bé to nhỏ cho đập nát tan hết chưa trong danh Chúa Jesus Christ, tất cả nhân linh họ bị vụn hết ra để lương tâm họ tan nát xin mặt trời để mà kêu cầu danh Chúa, để lời Chúa ứng nghiệm rằng phàm ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, danh Đức Chúa Trời Jesus Christ chúng con thì được cứu Chúa trong danh Jesus. Ora con gửi Ora ca thần cầu nguyện, thần này xin ân phước ngài đến trên họ cho họ để họ biết mở miệng mà cầu nguyện, mở miệng này xin để ân phước ngài đổ trên họ, ô trong danh Chúa Jesus Christ con gửi thần công bình, thần thiêu đốt ngài đến trên họ cho họ, ô để đốt sạch đời sống họ cho họ, Ora ca để họ nghe lời Đức Chúa Trời nói mà run cha ơi trong danh Chúa Jesus Christ, để họ trở thành đền thờ Đức Chúa Trời hàng sống như chúng con đây đang thành Chúa trong danh Chúa Christ, Akadababiruso Kodirabarasaka, Ansakadababiruso, tạ ơn Chúa, ô ngợi khen Chúa, ô Rasaka vì chúng con, ô trông cậy Đức Giê-hô-va, ô kẻ này nhờ cậy ngựa, kẻ khác nhờ cậy xe Chúa, nhưng chúng con trông cậy vào Ngài, trông cậy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời toàn năng chúng con, ô vì chúng con chút đất tẩy, ô Rasaka rút ngắn thời hạn các vua, ô đây chúng chất các vua, ô Rasaka vì lòng vua trong tay Đức Giê-hô-va như dòng nước chảy Chúa, ô vào đây, ô chúng con là miệng của Chúa Trời, Ngài dùng cho miệng ngài để chỉnh đốn tất cả các vua trong thế gian này, ô tổng thống Hoa Kỳ, Ora thượng nghị viện, Ora hạ nghị viện, Shakadababriyo chủ tịch hạ nghị viện, chủ tịch nghị thượng viện, Shakadababriyo cho tòa án tối cao, thẩm phán tối cao, Ora tất cả mọi các ngành lập pháp, tư pháp, hành pháp của Hoa Kỳ này, chúng con lắng hết lòng họ lại về với Chúa Trời, về với tin lành vương quốc của Chúa Trời, ô cho lắng lòng họ trong sự kính sợ Chúa Trời trong danh Jesus Christ và đập bể hết tất thảy thần tượng họ, hủy hoại hết tất thảy, Ora cái nơi họ đang trú ngụ, ô tất thảy cái nơi là họ đang trông cậy sức lực đó hủy hoại hết ra để họ chỉ trông cậy vào Đức Chúa Trời mà thôi. Ô vì phàm ai kêu cầu danh Chúa, phàm ai trông cậy Đức Chúa Trời thì có sức mới. Ô rasa trong danh Chúa Giêsu, shakada barasaka de biuso badine de barasaka. Ô rasa kada babribriso và tất thảy cái kẻ nào trông cậy chúng con chôn hủy hoại hết trong danh Chúa Giêsu Christ. Ô vì chúng con xông qua các đạo binh mà chẳng bỏ được mình, chúng xông qua khí giới không bỏ được mình cho. Tất thảy khí giới nổi lên trông cậy chúng con đều bị tan nát hết trong danh Giêsu. Ô chôn hủy hoại cả nơi xa huyệt của chúng, tất thảy nơi hang ổ của chúng. Hang hùng tà thần hang hùng rồi dưa dày nó đập nát tan tành trong danh Chúa Giêsu, ô tất thảy con cái Babylon bị nhổ bị đập chết đập vỡ hết sọ chúng nó trong danh Chúa Jesus Christ, tất thảy con nhỏ của chúng các hội đoàn tôn giáo đó chúng đập nát tan tành, Orasakadabra tất thảy cộng đoàn tôn giáo đó, Sakadabra các tất cả đảng phái cộng sản, ô dân chủ cũng như ở cộng hòa đó, Sakadabra chúng đập nát tan tành trong danh Chúa Jesus, Sakadabra không còn hòn đá nào trên cái đó không bị đổ hết, Orasakan mổ bụng ra của Babylon, ô và diệt hết con nhỏ nó đập chết hết con nhỏ nó hòn đá vì phước cho chúng con là người mà giết con nhỏ nơi ở Babylon nơi hòn đá, Chúa ơi, Orasakan công bố sự hủy diệt trời sự chết trong một ngày, tất thể các con đầu lòng của Babylon, ô tất thể con đầu lòng của Egypto, Orasakarabinusor đã bị chết trong một ngày, ô tất thể con đầu lòng ở trong chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, an ninh, giải trí, quân sự, quốc phòng, tài chính, ô ra tất thể xã hội, ô ra sang đời sống của Hoa Kỳ, ô của Ukraine,
Aura của Việt Nam, Shakadaba của Israel, cũng như của khắp thế giới này đều bị chết hết trong một ngày nhân danh Chúa Giêsu, và ngày đó là ngày nay, ngày hôm nay. Ô tất thảy các đầu lòng nó bị đập chết hết trong danh Chúa Giêsu Shakadaba, các tổ chức hội đoàn đầu lòng đó bị đập chết hết nhân danh Chúa Giêsu Shakadaba Dujulebebo. Ô Rasakadaba Dujulebo có khiến cho ô Edipto Pharaoh phải run sợ, ô khóc lóc run rồi. Ô và nhà hết dân của chúng ta, nhà dân chúng ta hãy thả dân của ta ra. Ô Đức Giê-hô-va và quân phán rồi. Ô Rasaka sự phán xét của Chúa đến trên Pharaoh, ô Rasa đến trên Satan, đến trên ô con đại dương vụ, đến trên con thú bảy đầu, ô Ras mười sừng, Shakada Badasaka Dujurusho con chốt diệt chúng nó nhân danh Chúa Giêsu. Hallelujah, tạ ơn Chúa vì lời Chúa trong miệng chúng con. Chúa, ô Rasaka thanh gươm hay lưỡi bén trong tay chúng con đã báo thù quân nước hành phạt các dân, trói các vua chúng nó bằng xiềng, đóng chăng tước vị chúng để thi hành cho chúng sẽ ra chép. Ô và chúng con được vinh hiển đấy, cha ơi. Ô Rasaka Dujurusho con đi là Barasaka Dababu đi da da du du đi chi là Barasaka, ô Rasaka Dababu, ô Rasaka Juro Juro, chúa bằng cái gươm này mà ngài đã uống đủ trên trời rồi, nó ngài xuống gươm của Đức Giê-hô-va xuống trên cái dân, ngài rủa xả lại sự đoán định cho ạ. Ô Rasa giáng trên Đảng Cộng sản Việt Nam, ô giáng trên ô các ô Rasaka Dababu Đảng thống nhất, ô nước Nga Saka giáng trên Đảng Lao động Triều Tiên, giáng trên Saka Đảng Cộng sản Trung Hoa, giáng trên tất cả cái trục súc vật cộng sản Hồi giáo tôn giáo đó trong danh Chúa Jesus Christ để làm sự đoán định của Chúa Trời cho ạ. Ô Rasaka chuẩn công bố tất cả các sự rủa xả khủng khiếp của Chúa Trời, mọi khí giới ô chén thạnh nộ của ngài khủng khiếp nhất đổ xuống trên đầu Đảng Cộng sản, đổ xuống trên đầu tất cả các thế lực cộng sản phát xít đó, tôn giáo đó trong danh Chúa Jesus Christ. Saka Dababu, ô Rasaka sự thạnh nộ của Trời đang giáng ra. Ô cơn thạnh nộ cho đổ cái chén thạnh nộ của ngài xuống trên Babylon, đổ xuống thạnh nộ của ngài trên các con nhỏ của đó, ô là các đảng cộng sản, ô các thành viên của nó trong danh Chúa Giêsu Sakadababrijusokodababrijusababrijusababrijusha, ô cho đổ chén thạnh nộ của Đức Chúa Trời đến trên Hồi giáo, ô đến trên các thế lực Hamas, các thế lực khủng bố Hồi giáo, ô gọi là thánh chiến trong quả kép đó, cho đổ chén thạnh nộ ngài trên họ Sakadababrij, chén thạnh nộ khủng khiếp Đức Trời đến trên Hebula, đến trên Iran, ô Rasakan đến trên trục phát xít cộng sản Trung Cộng Việt Cộng, ô Bắc Hàn, ô Nga, ô Rasaka Dababirusoko Bạch Nga, Rasaka Dababirusoko Dile Iran, ô Rasaka và các nước độc tài, ô quân sự khác trong danh Chúa Jesus Christ, Rasaka Dababirusoko, nó có một sự hỗn loạn cực điểm giữa hàng ngũ lãnh đạo của họ, ô sự tết hại triệt hạ giữa nhau, ô các thiên sứ hủy diệt thế trời, ô thiên sứ làm hỗn loạn, ô Rasaka hàng ngũ, ô của các chủng phát xít cộng sản đó, đảng cộng sản đó, ô Rasaka hãy làm hỗn loạn chúng trong danh Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho người nhân danh Đức Giê-hô-va, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Linh, ta ra lệnh cho tất cả các ô thiên sứ hãy làm rỗ loạn hầu đập vào ngay kể cả các thiên sứ của từng con người một đấy, hãy buông, hãy san ra, hãy gian ra, ô ra sẽ để cho thiên sứ hủy diệt của Chúa cũng như thiên sứ làm hỗn loạn chúng và chính các thiên sứ ô hộ mệnh của từng con người đó, hãy làm hỗn loạn chúng trong danh Chúa Jesus Christ, aka để chúng tiêu diệt nhau, ô ra sẽ để linh hồn họ được cứu, ô trong ngày phán xét của Chúa Trời, thân thể họ bị diệt đi, ô ra sa kadaba, thân thể họ bị phó cho quỷ Satan, thân thể họ bị phó cho thiên sứ hủy diệt của Chúa Trời, nhưng linh hồn được cứu, ô ra sa và trước khi đó ô ân điển cứu rỗi của Đức trên họ, ta có bộ ân điển cứu rỗi của Đức Trời đến trên các ô lãnh đạo tôn giáo, các lãnh đạo ô của các thể chế đó trong danh Chúa Jesus Christ, để trước khi họ nhắm mắt xuôi tay, họ biết kêu cầu lại Chúa hãy thương xót con, lại Chúa Giêsu hãy tiếp nhận con và làm con của ngài. Ô còn ăn năn tội lỗi của mình, Saka họ biết kêu cầu danh Chúa đó trong danh Chúa Jesus Christ, Saka hỡi thiên sứ Gabriel, ô hãy đi và đã thả lời vào trong lòng họ, hãy thả lời vô miệng của họ để khi họ trước khi họ tan nát xương thịt, Orasaka trước khi họ bị đảo chính, bị xử bắn, trước khi họ bị ô chém giết, Orasaka vì gươm Đức Giêsu uống đủ trên trời rồi thì họ biết kêu cầu danh Chúa để họ được cứu nhân danh Chúa Giêsu. Chúa ơi, chốn yêu họ, Orasaka vì Chúa biết linh hồn họ quý tất cả chưa, ô được cả thân thể cũng như tất cả thế gian này, nhưng mất linh hồn thì không lấy đi chỗ được chưa, vì vậy là Chúa đòi linh hồn họ về cho Đức Chúa Trời chúng con, ô vì linh hồn họ là cơ nghiệp chúng con, Chúa ơi, Sakadaba Chúa lời linh hồn ô của các lãnh tụ đó, ô các lãnh đạo tôn giáo đó, cho lời linh hồn của các mục sư, giáo sư, thầy giảng, các sứ đồ tiên tri, các giáo hoàng thượng vụ, ô đó cho lời linh hồn của các trưởng các đảng, cho lời linh hồn các chủ tịch, ô các nguyên thủ quốc gia đó, ô Rasaka các quan chức cao cấp đó, ô Rasaka các bộ các ngành, ô trong toàn bộ hệ thống hành pháp, lập pháp, tư pháp của Israel, của Việt Nam, của Hoa Kỳ, của Ukraine đó trong danh Chúa Giêsu, Saka của Nga, ô của Trung Hoa, của Iran, của Bắc Hàn, Saka của châu Âu nhân danh Chúa sống chúng con.
con chưa ạ? Ô, vì chú nói rồi, hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cũng làm của cải. Con sẽ dùng cây gặp sắt làm đập bể chúng nó, con sẽ nát chúng nó khác là bình gốm. Ô, hallelujah, cho tạ ơn Chúa đức tin ngày bàn chúng con. Không phải xin ăn gì uống mặc gì. Ô, xin cơm gạo tiền, xin nhà thờ, xin đất đai, ruộng vườn ABC và chúng xin các dân, xin các nước cho ạ. Ô, ra sao vì vậy? Ô, chúng xin điều gì, chúng tin điều gì, chúng nhận điều đó. Cha ơi, Shakadabarazaka. Hallelujah. Ngợi khen Chúa rồi chúng con. Hallelujah Chúa ơi, lời Chúa môi miệng chúng con rồi chưa ạ? Để phá đổ nhổ diệt rồi. Ô ra sao tất cả cái điều gì ngài ghét đó chưa ạ? Chúng con ghét điều đó và phá đổ nhổ diệt bằng tất cả sức lực của mình để yêu ngài. Ô và sức lực của ngài qua chúng con thần mạnh sức mạnh qua chúng con làm phá đổ nhổ diệt đó rồi chưa ạ? Ô và bây giờ trong sự yêu thương, ô nhân từ Chúa trời, trong sự thương xót cả thể của ngài mà thắng sự đoán xét đó, chúng con làm sự trong sự dựng chưa ạ? Ô ra sao sự sự công bình, ô của Đức Chúa Trời, sự công bình của ngài chưa ạ? Lẽ thật của ngài, lẽ thật của ngài, sự công bình của ngài đó chưa ạ? Ô lý lẽ của ngài, lẽ phải của ngài ở trong đời sống của các quốc gia, các dân tộc đó, trong từng con người, ô các dân các nước đó, trong danh Chúa Giêsu Sakadababriyurosokodababri, ô ra để dựng chồng lại nguyên tắc hệ thống giá trị Đức Trời, dựng chồng lại ô yêu thương công bình, ô bình an vui mừng hệ các hệ thống giá trị Đức Trời đã chôn dựng chồng lại ô ra trong đời sống ô của các lãnh đạo, trong đời sống của quốc gia, các dân tộc Việt Nam, Hoa Kỳ, Trung Hoa, ô ra Nga, ô Bạch Nga, Saka Iran, Bắc Hàn, Saka Dabarabudiruso, trong danh Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh, Chúa ơi, Hallelujah, chúng ta ơn Chúa. Ô ra sứ nhà bên thiết đa của Ngài, ô nhà sự thương xót Thiên Chúa đây, dòng chảy mới cuối cùng của Chúa đây mở ngày đêm đầu không đóng cửa để lăm vòng cửa đó mà các dân các nước của châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc đó vào, ô mà được cứu chưa? Ô ra xa và chúng con giải phóng, ô chúng đốn luyện đào Oh, tạo ra so it's các good, but cụ I think we can just take something from them. Oh, là okay, can you share the presentation? qua qua đó Chúa, ô ra xa họ trở thành những Interesting. Trời Chúa ạ, qua chúng con đây, qua trường đại học tổng hợp thần núi trời này, đào tạo họ ra những trụ cột núi trời cho Well, ta dân yeah, tộc so if you shared those presentations, ngợi khen ngài chúng con. Hallelujah, chúng ta ơn Chúa. Orasaka Chúa ơi, ô ra sao cả tới đây chốn cầu nguyện đặc biệt cho ô Israel và Ukraine chưa ạ? Ô đây là Israel thuộc linh cũng thuộc thể của ngài chưa ạ? Ô ra sao vì vậy chúng ra lệnh cho cả trời cả đất phải giúp Israel, giúp Ukraine, ô ra sao và chốt hết tất thảy các lãnh đạo của Hoa Kỳ nào, ô mà có chiến dịch bài Nga, bài bài Ukraine, bài bài Ukraine, bài Israel, Orasa và bài Nga mới của Đức Chúa Trời, nhưng Nga cũ của Đức Chúa Trời cần phải hủy phá cái Nga cũ đó, ô Liên Xô cũ đó, cộng xít đó, cộng xít đổi màu đó, Orasa đều bị đốt cháy trong danh Chúa Jesus Christ, Orasa các chúng gọi là hủy diệt Đức Chúa Trời đến trên ô quân đội của Hamas, ô đến trên các phần tử khủng bố Hamas, chúng gọi là lửa Đức Chúa Trời đến trên Orasa là lực lượng Hezbollah ở Liban, Orasa Kadababri Chúa sẽ hủy diệt trời đến trên thế lực đứng chống lưng nó là nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Orasa Iran, Shakadaba có rất nhiều thế lực Syria Hồi giáo khác đều bị lửa thạnh nộ khủng khiếp trời đốt cháy trong danh Chúa Giêsu, Shakadababri thân thể bị thiêu đốt trong lửa thạnh khủng khiếp trên trời, Orasa linh hồn của họ, Orasa Kadababri hãy một chúng con mong mơ đỡ được cứu chưa ạ? Nhưng kẻ nào mà không có tên trong sách sống của Đức Chúa Trời chưa ạ? Thì chúng con theo lệnh Chúa chúng con gạch đi chưa ạ? Trong lòng thương xót nhân từ của Chúa để gạch họ ra, Orasakarabiyurusakara để họ không xâm phạm đến các phần khác của loài người, để không kéo không giết loài người nữa, cha ơi trong danh Chúa Giêsu, Sakarabiyurusakara vì cơn bão lớn Đức Giêsu cơn thạnh nộ ngài đã phát ra trên đầu kẻ dữ, sự thạnh nộ của ngài không trở về sau khi ngài làm chọn ý tưởng đã định trong lòng ngài, và trong cái sáu đốt này chúng con hiểu điều đó và chúng công bố điều đó, Sakarabiyurusakara cái nền của ác kẻ ác bị đánh trượt trượt đi, Orasakarabiyurusakarabarasakadudurasakababa, kẻ ham đổ huyết người giả ngụy không sống nửa số ngày đã định cho mình, Đức Chúa Trời xô chúng xuống hầm diệt vong, Orasakara chúng con công bố lời của Đức Chúa Trời, Orasakara tin lời cho đã hành động chạy rất mau trên đất này trong danh Chúa Giêsu, Sakarabiyurusakara ra sao chôn gọi hủy diệt Đức Chúa đến trên quân đội Nga, trên lãnh thổ Ukraine, ô quân xâm lược Nga, ô chôn gọi hủy diệt Đức Chúa đến trên quân phản, ô quân nổi loạn Ukraine tại nhà nước tự xưng Urasaka Donetsk Lugansk Shakadabavir hủy hoại tất cả quân đội của họ trong danh Chúa Giêsu, tất cả các Urasaka đường hậu cần của họ, tất cả các kho bãi tập kết của họ đều bị lửa thạnh nổ trời thiêu hủy, Shakadabavir Urasamoi kho bãi lương thực quần áo quân trang quân dụng của họ bị đốt cháy trong danh Chúa Giêsu, Shakadabavir Urasaka tất cả
đẩy các cơ sở y tế của quân Nga trên lãnh thổ Ukraine bị đốt cháy, bị lửa tan tành, đốt trong danh Chúa Jesus Christ Kadababu. Ô tốt tại đường hậu cần quân Nga các mặt trận Adivka ở miền đông, miền nam nước Nga, nước Ukraine đều bị đốt cháy tan tành trong danh Chúa Jesus Kadababu. Ô Rasaka lửa thạnh nộ đến chân quân Nga tại ô chào lửa Bakhmut, lửa thạnh nộ khủng khiếp ngoài đến chân quân Nga, ô chào lửa Adivka, ô hủy hoại tất thảy các quân đội Nga nơi đó, đánh hại tan tành các quân sự, các bãi mìn của Nga đều bị đập tan tành. Ô các tất cả các đơn vị pháo binh tên lửa tăng thiết giáp, ô không quân hàng không vũ trụ của Nga đều bị lửa hủy diệt trời thiêu dụi trong danh Chúa Jesus Christ Kadabar. Ô và gươm chúng nó đâm lòng chúng nó, thanh gươm chúng nó bị bén, ô bị gãy trong danh Chúa Jesus Kadabar. Chúng nó dùng gươm để giết người công bình thì cái gươm đó sẽ đâm lòng chúng nó trong danh Chúa Jesus. Ta công bố ô sự hỗn loạn cực điểm trong quân đội Nga, sự phản chiến của đội Nga, sự tiêu diệt lẫn nhau. Ô các tướng tá các sĩ quan giết nhau trong danh Chúa Jesus Kadabar, sự triệt hại. Ô nổi loạn với quân đội Nga Kadabar, sự nhầm lẫn với quân đội Nga. Ô trong tất cả các hàng ngũ tác chiến điện tử, hàng ngũ Orasakara trong các đơn vị thông tin, ô tình báo quân sự Orasakara bị rối loạn nhau và tự diệt nhau trong danh Chúa Jesus Sakadababurusaka. Vâng vậy các thiên sứ Chúa Trời, hãy làm dụng hết tất cả các máy bay không người lái của Nga. Ô Rasa, các tên lửa của Nga đều bị xịt, đều bị nổ tan tành ngay trên bệ phóng. Ô phóng nhầm vào chính lãnh thổ của nó, phóng nhầm chính, rơi ngay bệ phóng, rơi chính vào đầu chúng nó trong danh Chúa Giêsu Sakadabu. Ô ra ta công bố ô thần Chúa Trời đến trên quân đội Ukraine. Ô để họ quân Ukraine chiến đấu trong tinh thần yêu thương, trong tình yêu thương, không phải tinh thần thù hận. Ô Rasa và gươm ô Đức Giê-hô-va đặt trên quân đội Ukraine. Ô Rasa gươm Đức Giê-hô-va ô trên tay của quân đội Ukraine để làm sự công bình, ô để đoán xét là quan quyền cái người chức vụ của người cầm gươm để làm sự đoán xét, ô để phạt kẻ làm dữ, ô để thưởng người làm lành. Vì vậy ta công bố Rasakara sự công bình trời đến trên quân đội Ukraine khi quân đội Ukraine chiến đấu trong tình yêu thương, ô trong sự tha thứ, ô không trong sự hận thù. Ô Rasakara Bumyusokua và Chúa làm sạch quân đội Ukraine, Chúa làm sạch dân tộc Ukraine. Ô Rasakara trong danh Chúa Giêsu, Chúa ơi, Chúa biết rằng cái lời cầu nguyện này chỉ làm sạch qua tất cả các hội thánh của Ngài, Chúa ạ. Ô qua việc làm sạch cũng sự cầu thay của hội thánh tại Ukraine, ô các hội thánh trên thế giới này để làm sạch người Ukraine, để người Ukraine chiến đấu trong tình yêu thương, Chúa ạ. Chiến đấu ô Rasakanda trong sự công bình của Chúa Trời chứ không phải sự công bình của Ukraine. Vì vậy để người Ukraine dâng vinh hiển cho Chúa Trời chứ không dâng vinh hiển cho Ukraine và các anh hùng của nó. Trong danh Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì sự hủy diệt của Chúa đến trên quân đội Nga, Chúa ạ. Để lời Chúa ứng nghiệm như Ngài đã tiên tri chúng con rằng người ta mất 7 năm ô để mà đốt các khí tài quân sự vũ khí của quân Nga trên lãnh thổ Ukraine. Người ta mất 7 tháng để làm sạch đất Ukraine khỏi tử sĩ của quân Nga và đồng minh, Chúa ơi. Trong danh Chúa Jesus Christ Kadababr, chúng ta ơn Chúa với cuộc chiến ô kéo dài 3 năm ô tượng trưng này ở trong bụng cá ô Rasa khiến ô Zona ngôn là Ukraine này, hội thánh của Chúa phải run rẩy tối tăm xây sẩm mặt mày, ô mà ăn năn đau đớn ở trong bụng cá, Chúa ạ. Ô để hết 3 năm họ được nhả ra, họ ăn năn rồi, họ thì hết thời hạn, họ nhả ra và đi giao truyền tin mừng vương quốc Chúa Trời, Chúa ạ. Ô Rasa để sự triệt hạ Chúa Trời đến trên vua Asi, đến trên ô chế độ cộng sản phát xít Putin, Chúa ạ, hủy hoại hết tất thảy ô Rasa các trục phản động cộng sản, các trại súc vật cộng sản tại Nga, tại Bạch Nga đã bị đốt cháy hủy diệt. Ô một dân tộc Nga mới, một dân tộc Belarus mới lên ra đời. Ô và ô là cái làn sóng cách mạng đó lan truyền hết Trung Đông, lan truyền hết các nước Ả Rập, ô để hủy hoại tất cả các nhà nước cộng sản, ô cũng như Hồi giáo, ô Rasakara tất cả Trung Hoa, ô Việt Nam, ô Rasakara Bumyusoka Bắc Hàn, ô tất cả chế độ cộng sản phát xít đó đã bị đốt cháy trong danh Chúa Giêsu Sakada Bumyusoka Kurikalababrasaka. Ô trong danh Đức Chúa hàng sống chúng ta, ta công bố, ô ta giao phó tất cả ô thân thể của các lãnh đạo, các nhà nước cộng sản Trung Hoa, Việt Nam, Bắc Hàn, Nga, Bạch Nga, Iran trong trục phản động cộng sản Hồi giáo đó cho thiên sứ hủy diệt Chúa Trời. Hãy hành động theo ý của Chúa Trời, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Linh và giữ linh hồn của họ về cho ta. Hallelujah, chúng ta ơn Chúa thật nhiều. Ô chúng chúc lành cho dân Ukraine, Chúa. Ô để Ukraine này qua sự thương xót của Chúa mà qua được mùa đông khắc nghiệt này, Chúa. Ô nguyện sự thương xót Chúa đến này nó trở nên ấm áp, Chúa ạ. Ô Rasa chôn cầu nguyện để sự thương dẫn nhân từ Chúa trên mùa đông ấm áp đối với người Ukraine, Chúa ạ. Nhưng mùa đông lạnh lẽo mà khắc khổ với quân xâm lược Nga trong danh Chúa Jesus Christ, mùa đông no đủ ô đối với quân đội và dân của Ukraine. Nhưng mùa đông ô thiếu thốn, ô đói rét, mùa đông ô đau đớn, mùa đông thất bại thảm hại cho quân đội Nga ô và bù nhìn của nó tại Crimea, tại Donbass trong danh Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Linh. Hallelujah, chúng ta ơn Chúa. Ô chôn công bố cả ô
Rasaka sự thương xót Ngài đến trên Israel chưa ạ? Israel trong cái trận chiến này, Israel biết hạ mình mà đau đớn với Ngài chưa ạ? Họ không trông cậy sức riêng của mình, không trông cậy xe, vũ khí của họ chưa ạ? Mà trông cậy Đức Giê-hô-va chưa ơi? Rasaka đã bởi vì ai trông cậy Đức Giê-hô-va thì không bị đổ xả. Ai trông cậy Đức Giê-hô-va thì được sức mới chưa ạ? Hallelujah, cho cảm tạ Chúa, cho yêu Ngài, cho yêu họ, cho yêu Ukraine, yêu Israel, yêu Việt Nam, yêu Hoa Kỳ, cho yêu Nga, ô yêu Bạch Nga, yêu Bắc Hàn cho ạ? Rasaka đã bởi cho yêu Iran, Iraq, cho yêu Rasaka mọi nước mọi dân vì họ là cơ nghiệp chúng con cho ạ. Urasakara và chúng ta ơn Chúa thật nhiều, chúng yêu Ngài, chúng tôn trọng nhau, chúng cầu nguyện trong những Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi